Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với buổi live stream của Cô Bé Hà Nội với phần 3 của câu chuyện nhân duyên của một đồng nhân. Chào mọi người nha. Và ngày hôm nay là ngày mùng 4 Tết. Không hiểu là mọi người đã đi chúc Tết được ở nhiều nơi chưa? Hôm nay rất là xin lỗi mọi người vì là mình lên muộn mất đâu đó 5 phút. Bởi vì là mọi người biết không, mới đầu năm mà hình như là cái hạn thái tuế đã đến rồi mọi người ạ. Trời ơi, mình nhà bị hỏng khóa. Thế là bây giờ mình mới ngồi được ở đây set up đèn thật là nhanh chóng vội vàng để lên live stream và kể cho mọi người nghe những cái câu chuyện mà chúng ta đã hẹn với nhau từ buổi trước. Chào cả nhà nha, chào Phùng Thị Hải Anh, chào mọi người. Ngày hôm nay thì mình chỉ có live ở trên kênh của Cô Bé Hà Nội thôi, tại vì là điện thoại mình còn chưa sạc pin nữa ấy mọi người. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một năm mới vui vẻ và thật là bình an. Hôm nay thì muốn mặc áo dài đỏ thật là đẹp đấy, nhưng mà vì là không có thời gian về thật là nhanh để còn set up, để còn lên kể chuyện cho mọi người nè. Cát Tường. Chào mọi người nha, chào mọi người. Để các bạn vào đông đông một chút nữa thì mình sẽ bắt đầu cái câu chuyện ngay, cái câu chuyện ngày hôm nay nha. Và mình cũng xin nói luôn là cái câu chuyện ngày hôm nay là bắt đầu phần 3 của câu chuyện nhân duyên của một đồng nhân, là những câu chuyện của bản thân mình, những trải nghiệm của mình đã được gặp và được nhìn thấy về cái thế giới bên kia, cũng như là cái cơ duyên của mình được đếm cửa thánh nha mọi người. Chào Cao Hoàng Anh, cảm ơn mọi người nha. Đây là Linh Quý Phi nha mọi người, Linh Quý Phi nha. Chào Hồng Có Tên nha. Em đợi lâu lắm rồi chị ạ, cảm ơn các bạn đã yêu mến mình. Ô, thế buổi tối ngày hôm nay mọi người không đi chơi hả? Thế các bạn đã ăn hóa vàng xong chưa? Rồi là Tết này mọi người đi ở đến đâu rồi? Các bạn đã lên lại thành phố chưa hay là vẫn còn đang ở quê nhà vậy? Cái gì? Qua em đi Tây Thiên thì có bạn bị ốp. Tình hình là Tết này mọi người chắc là đi du xuân lễ Tết nhiều đúng không? Và những cái chuyện mà hay bị ốp nhập ở đền phủ nó không có cái gì là lạ nữa rồi. Bao giờ có thời gian thì mình sẽ kể cho mọi người nghe những cái câu chuyện mà chính bản thân mình ngày xưa đó, mình cũng đã từng gặp những cái vấn đề như vậy ở các đền ngõ phủ, đấy là chuyện bình thường thôi. Ok, và không để mọi người chờ lâu hơn nữa thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần 3 câu chuyện nhân duyên của một đồng nhân nha. Hôm trước có bạn bảo mình là cái mic của mình nó bị méo. Đấy là vì là TikTok nó có filter đó mọi người, mà mình không biết tắt. Hôm nay mình tắt rồi, mình biết tắt rồi. Nên là chắc là nó không ảnh hưởng đến trải nghiệm của mọi người đúng không? Ok, chào mừng các bạn. Các bạn ơi, tại vì cái việc mà ấn thật nhiều màn hình để thả tim ấy, nó không hề tốn phí. Nên là mình rất là mong các bạn có thể ấn thật nhiều màn hình. Các bạn có thể thả tim cho mình để cái phiên live stream của chúng ta được lên viral được không ạ? Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Và chúng ta sẽ đến với cả phần 3 câu chuyện nhân duyên của một đồng nhân. Rồi, chúc mừng năm mới các bạn nha. Đây là một cái câu chuyện thuở nhỏ của mình. Và như mọi người đã biết thì ở phần trước mình đã kể rất là nhiều về nhân duyên của cụ đồng nhà mình với cửa thánh rồi. Và tất nhiên thì mỗi người lại được nhà ngài ứng báo theo một kiểu khác nhau. Người thì hay nằm mộng chiêm bao thì dám đuổi, người thì thấy sông nước mênh mông, có người mê thấy lên rừng sống cùng đồng bào, hay cũng có những đồng nhân đặt chân tới cửa đình thần Tam Tứ Phủ thì bị bắt bóng để cứng đơ cả người, không nhúc nhích được. Và tất cả những cái sự đó người ta đều được gọi hai chữ, đó là nhân duyên. Và cái câu chuyện kỳ này mình đem đến cho các bạn ấy, là một cái câu chuyện dài kỳ về chính bản thân mình, về nhân duyên của mình khi được cắt tóc làm tôi cửa ngài. Mình cũng xin kể mọi người là mình xuất thân trong một gia đình cơ bản, thì bố mẹ đều làm cán bộ nhà nước cả. Thì gia đình từ trước tới nay nền nếp cứ nếp nhà như vậy mà sống thôi mọi người, chứ cũng không có ai nối dòng hay là làm thầy cả. Bố mẹ mình thì cũng không quá tín tâm đâu. Gia đình mình thì chỉ có thi thoảng dịp đầu năm mùng 2 á, đấy là truyền thống, thì sẽ đi gia đình ứng thiên để cầu an thôi. Mình nhớ là hồi bé, mình nhớ cái lần đấy thì bố mình được cơ quan phân cho một gian nhà ở mặt trước của con sông Tô Lịch. Tức là bây giờ cái ngôi nhà tuổi thơ của mình thì bị lấp đi rồi. Cái con đường yên lãng ngày xưa ấy, chính là nơi gia đình mình sinh sống. Và trước cửa nhà là có dòng sông Tô Lịch chảy ngang. Hồi mình bé, cái sông Tô Lịch nó vẫn còn sạch lắm, nó êm đềm vô cùng. Và vào những năm sau thời bao cấp, con sông thì sạch. Đấy, thì mình cũng nói ngày xưa mình còn nhớ là dân cư quanh đấy người ta còn thả bèo cơ. Và mình còn nhớ cái thời điểm Hà Nội lụt kỷ lục ấy, mọi người có nhớ thời điểm đấy không? Dân cả khu mình đêm đêm còn mắc đèn đi vớt cá với nhau mà.
Và mình còn nhớ những cái con cá trôi mắt nó đỏ lòm lòm, nó vẫn còn ở trong ký ức xưa của mình mọi người ạ. Và tất nhiên nó cũng phai mờ đi kha khá rồi. Nhà mình thì còn có một quầy bán tạp hóa nho nhỏ trước cửa nhà để mẹ bán thêm vào buổi chiều. Căn nhà nhỏ của mình thì cách bờ sông Tô Lịch một con đường. Ngôi nhà ngày xưa mình ở là có 3 gian nha. Cái gian ngoài cùng là cạnh sân. Thì hồi đấy là mẹ có bày mấy bộ bàn ghế để bán hàng. Mẹ mình chỉ bán hàng một thời gian ngắn thôi. Sau mẹ mình đi làm phóng viên. Mẹ mình là nhà báo. Gian phòng trong ấy, thì là phòng khách. Và gian cuối cùng ở nhà mình thì là phòng ngủ, phòng bếp. Và đứng từ nhà nhìn sang bên kia sông là những cái cây dâu da xoan rì rào trong gió. Mọi người mà hồi còn nhỏ ấy thì không biết có nhà nào trồng dâu da xoan không, nhưng mà mình đặc biệt mình lại rất là có ký ức sâu sắc với cả cái loại cây này, tại vì mùa hè nó hay nở hoa và có cái mùi rất là thơm, mình rất là thích đấy. Và mình chỉ nhớ là cái năm đấy trời mưa tầm tã thì mình ngồi tha thẩn trông hàng cho mẹ thôi. Năm đấy là mình gần 5 tuổi, mình vẫn còn nhớ lắm. Hồi bé mình hay bị gọi là khọm già bởi vì mình khôn, quá khôn so với bạn bè đồng trang lứa. Nên là các cô các bác toàn gọi mình là con khóm già thì đúng hơn ấy. Nên là đến bây giờ hồi so với hồi còn bé mình vẫn còn nhớ những cái ký ức đấy rất là rõ. Mình nhớ cái ngày hôm đấy là ngoài trời gió rít và mưa tầm tã suốt một tuần liền. Cổng nhà thì đóng và có chốt lại nha. Bởi vì mẹ nghĩ là chắc mưa gió thế này thì cũng không có ai mà họ vào họ mua hàng nhà mình đâu. Mà nhà mình thì chủ yếu là bán chuyên kem với nước giải khát là chính. Mẹ mình bán cho vui thôi. Nên là lượng khách thường sẽ đông vào buổi chiều. Thì sáng chủ nhật hôm đấy mình có bày đồ hàng ra chơi ở trong nhà ấy. Mình nhớ là ngồi trong nhà nhìn ra ngoài sân mưa trắng xóa cả trời luôn. Mà các bạn biết cái cảm giác mà có người đến gần rồi đúng không? Với linh cảm của một đứa trẻ con lúc đấy ấy, thì mình tưởng là nhà mình có khách. Và mình vô thức mình ngước mắt lên mình nhìn. Mình chạy ra gian ngoài gần sân ấy, thì hôm đấy là mình thấy một người mặc chiếc áo màu tím. Mình nhớ rõ lắm. Mưa trắng xóa mà nặng hạt. Nên thực sự thời điểm đấy mình cũng không biết có phải là họ mặc áo mưa hay không. Họ cứ đứng ở đấy, ở trong sân ấy, mà không nói năng một câu gì. Và trong ký ức của mình chỉ nhớ là đã nhìn thấy tay chân họ nổi lên những cái vệt gân đỏ quanh người thôi. Đấy là cái điều mà mình nhớ nhất. Trông giống như một người đàn ông, nhưng mà cái thứ mà mình nhìn thấy ấy, nó không có tóc. Mình thấy người thì quay mặt vào gọi mẹ ra bán hàng đi. Lúc ấy mình nhớ là mẹ mình còn đang ở trong bếp đang rửa bát. Nhưng mà cái lúc mình vừa quay mặt ra thì thực sự là mình không còn nhìn thấy người đấy ở đâu nữa. Mà cái cổng nhà mình vẫn đóng chặt. Hồi đấy với suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ con như mình ấy, thì mình chỉ biết khẳng định với mẹ là mình đã nhìn thấy người đi vào cổng nhà mình thôi. Mẹ đi ra kiểm tra quầy hàng và mẹ vẫn thấy cổng còn chốt chưa mở. Thì mẹ mới bảo với mình một câu mà mình nhớ đến tận bây giờ. Mẹ bảo là chắc con nhìn nhầm rồi, chứ làm gì có ai. Thì mình cũng không thắc mắc nhiều. Mình tiếp tục cuốn theo cái trò chơi đồ hàng. Thì lần này á, khi mà mình tò mò mình ngước lên mình nhìn ra ngoài, thì mọi người biết mình thấy gì không? Mình đã thấy cái người đàn ông đấy ấy, người ta ngồi ngay ở cái bàn ngoài cùng sát sân ấy, mà rất là kinh dị. Tại sao nó ám ảnh mình đến tận bây giờ? Tại vì là cái người mà mình nhìn thấy á, cái gương mặt của người ta giống như bị bỏng hoàn toàn. Trên người là lớp áo mưa giấy màu tím. Thì lúc này mình hãi ơi là hãi luôn, mình hoảng quá rồi. Mình mới chạy vào nhà mình hỏi, mình gọi mẹ. Nhưng mà vẫn vậy. Khi mà mẹ đi ra thì nhìn ngoài sân ấy, không có bất kỳ một ai ở đấy cả. Thì lúc này mình mới hiểu là có lẽ cái thứ mà mình coi như là người ấy là ma. Mình gặp ma thật rồi. Đấy là lần đầu tiên trong cuộc đời mình gặp ma nha. Thế sau này lớn lên, đến bây giờ này, mình bắt đầu nhớ lại sự việc năm đấy, thì mình mới biết là ra từ nhỏ đã có một cái gì đấy ở trong mình nó khác hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Và câu chuyện đó cũng dần dần chìm vào quên lãng. Cho đến năm mà mình lên lớp 2, thì thời gian đấy là mình về quê ngoại chơi ở nhà bác được có một tháng hè thôi. Và mình lại một lần nữa được thấy những cái điều kỳ lạ. Nhà bác mình thì rộng lắm. Có một căn nhà mái ba gian, hai bên sân một cái khu trại gà, một bên là khu bếp, khu vệ sinh và cái chuồng nuôi một con bếp dê. Nhà bác mình thì có hai chị. Chị đầu thì chị ở với ông bà trên Hà Nội, sống cùng ông bà ngoại mình. Vì là ở gần nhau nên là lớn lên với nhau từ bé luôn ấy, nên là mình với chị thân ơi là thân. Nói chung là không khác gì chị em ruột đâu. Còn chị thứ hai thì chị ở quê bố mẹ. Chị thứ hai thì thua mình một tuổi nhá, nên là mình với chị cũng thân như bạn bè. Mỗi dịp hè về quê thì mình rất là thích.
tại vì đi trèo cây, đi lùa chó, đi lùa gà mà trẻ con ai cũng thích. Thì các bà ấy giỏi thật sự luôn. Mình nhớ là các bà ấy bình thường leo cây ấy, các bà cứ leo thoát thoát một phát lên ngọn cây ấy, ngọn cây mít ấy, sợ ơi là sợ. Mà mình chỉ leo đến ngang cây hồng xiêm, đủ vặt được quả là hết, không leo nữa. Mà mỗi lần leo cây ấy, nhựa nó dính đen hết cả quần áo ấy. Lúc đấy là trong lòng cứ nơm lớp lo sợ về Hà Nội, mẹ mà thấy là mẹ đánh đòn. Tại vì cái nhựa ở cây hồng xiêm ấy, nó vào quần áo rất khó giặt. Bảo là con gái gì mà chúng mày nghịch như mấy thằng dai. Hồi bé là như thế đấy, về quê. Thì chị thứ hai nhà mình là chị M, bà ấy tên là bà M nha. Bà này thì bé người, nhưng mà bà ấy giỏi cực. Chỗ nào cũng rúc rích cũng mò móc được, đỉnh thật sự luôn. Bà đi khắp làng, khắp xóm. Mà vui nhất ấy, là vào mỗi buổi tối, sinh hoạt hè trong làng ấy. Mọi người biết ngày xưa, cái thời mà mình còn đi học tiểu học ấy, là mỗi lần hè là thầy cô phát cho cái tờ giấy sinh hoạt hè đúng không? Đến khi nào mà hết hè là phải nộp lại thì mới được điểm, đánh giá hãnh kiểm ấy. Thì mình cũng thế, mình về quê thì mình sinh hoạt hè ở quê. Đấy, cái hồi đấy thì ở quê cũng có cái chỗ sinh hoạt hè. Thì khi mà mình về địa phương thì mình được gửi cái tờ giấy ở địa phương. Hồi đấy là sinh hoạt hè múa hát này, rồi là thi giữa các xóm, tóm lại rất là vui. Thi thoảng còn được cho mấy nghìn nữa. Mỗi tuần là được tận 2-5 nghìn. Mọi người biết những cái năm 2001, 2001 ấy, những cái năm đấy ấy, thì ba chị em mình cứ được khoảng 2.000 đến 5.000 sau một vụ hè như thế thì sướng lắm. Rồi góp lại tha hồ mua bim bim với kẹo cao su, kẹo mút để mà ăn vặt. Nên là cứ vừa tầm sẩm tối ấy, là ba chị em mình lại leo lên hai con xe đạp cào cào chiến. Bà lớn thì đi trước ra sân nhà văn hóa, còn chị bé thì đèo mình rong ruổi theo sau. Mà đường quê về hè thì sướng lắm, nó cứ man mát, nó vắng vẻ ấy. Mà khi ánh chiều le lói, nghe tiếng dế, tiếng ve kêu cứ văng vẳng. Mà mình nhớ là vào dịp hè ấy, mình nhớ nhất cái mùi mạ non, nó thơm nức cả mũi luôn. Và thi thoảng nếu may mắn còn gặp được những cái chú đom đóm lập lòe nữa. Bây giờ thì không còn thấy đom đóm nữa, nhưng mà ngày xưa về quê thì mình hay gặp đom đóm lắm. Và với một cái đứa nhỏ sống ở thành phố từ bé như mình, thì mình mong chờ nhất là vào dịp hè được về nhà bác chơi, không phải là bài tập, lại thi thoảng được cho tiền. Nên là đúng chẳng gì sướng bằng. Giờ mới thấy là cái bọn nhỏ trên này nó cũng thiệt, nhưng mà chắc mỗi thời mỗi khác. Thời mình ngày xưa thấy thế là sướng, nhưng mà thời chúng nó bây giờ ấy, chắc là được nằm mát, thi thoảng đi du lịch, tiếp cận công nghệ thông tin sớm, thì với chúng nó là sướng đúng không? Ngày xưa mình nhớ là mấy chị em ấy cứ ăn cơm ăn vội ăn vàng, sau đấy chia nhau, mỗi ngày một đứa rửa bát, rồi là phóng xe ra nhà văn hóa tập múa tập hát. Tập múa tập hát xong ấy thì rủ nhau chơi ma lon hoặc là chơi trốn tìm. Đó. Rồi là mình nghĩ là hồi bé công nhận là liều thật, chả biết sợ là gì. Tập múa tập hát xong thì thường là cũng vào khoảng tầm 9 giờ tối. Mà nói thật với mọi người, buổi tối ở quê ấy, thì nó cứ hun hút, nó vắng vẻ, nó không đông được như trên thành phố đâu. Đấy, mà đứa nào nhát chết ấy, thì chúng nó về trước, còn đứa nào gan như bọn mình ấy thì ở lại. Mà trong cái lũ ở lại ấy, thì mình nói luôn là không bao giờ thiếu mặt ba chị em bọn mình cả. Thế nên mới có cái câu chuyện mà mình nhớ mãi đến ngày hôm nay, mình sẽ kể mọi người luôn. Nhiều người kể thì chắc là mọi người không tin đâu, nhưng mà khi mà gặp rồi mới biết là nó có thật. Và những cái trò cầu cơ hay ma lon ấy, mới biết là đôi khi người ta gặp ma thật ấy, chứ không phải đùa đâu nha. Hôm đấy sau khi kết thúc cái buổi múa hát á, thì bọn mình độ 7 đứa, mình nhớ hôm đấy là có 7 đứa, rủ nhau sang cái vườn trống ở cạnh sân nhà văn hóa chơi ma lon ấy. Tại vì là hơn 9 giờ hôm nay thì cái ông tổ trưởng trong nhà văn hóa ông đóng cửa sớm, nên là bọn mình bị đuổi, không còn được ở sân nhà văn hóa nữa. Nên là mấy đứa bọn mình mới bảo nhau vào vườn trống nhà bà con Tê. Trong 7 đứa bọn mình là con Tê, con thì là con Thảo. Mình nhớ tên nó, lâu rồi không nhớ, thôi cứ gọi là con Tê nha. Thế cái vườn của nhà bà nó ấy, là một cái vườn khoảng rộng lớn, trồng rất là nhiều bưởi với cả mít. Mà đa số là những cái cây bưởi rất là to, nó vươn cao. Mà khoảng sân trước vườn được trải bê tông, dùng để dâm dạ, thành ra là thuận lợi cực kỳ cho bọn trẻ chúng mình chơi cùng nhau. Khi mà ngồi dưới sân ngước mắt lên cao thì mình nhớ là ngày xưa ở quê nhiều sao lắm, toàn những chòm sao sáng lấp lánh thôi. Những cái điều mà khi ở thành phố mình hiếm khi mình gặp được. Cạnh vườn là cái bờ ao cỏ cây mọc um tùm, và chỉ có mỗi một cái lối nhỏ gần bụi chuối để thi thoảng bà con cái Tê ấy, bà ấy xuống vớt bèo cho bọn lợn nó ăn thôi. Mà đom đóm thì bay lập lòe, nhìn thích lắm. Đêm hè ở quê thật sự nó rất yên bình.
đôi khi mình muốn trở lại thời tuổi thơ cực kỳ luôn. Những kỷ niệm đáng nhớ này, rồi là những cái cảnh đẹp mà có lẽ bây giờ 3x rồi, không biết bao giờ mà có thể gặp lại những cảnh đẹp như vậy nữa. Thì cái hôm đấy á, mấy đứa bọn mình dựng hết xe ở góc sân. Ở trong đám bọn mình có một ông ấy tên là Hát. Thì lúc này ông ấy cũng lôi từ trong túi bóng ở giỏ xe ra một cái bơ đựng gạo và mấy cái que hương. Thế lúc này thì bọn mình thì thật sự là cũng phím nhau từ hôm trước rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên chơi mà, thành ra là cả hội vừa hồi hộp vừa tò mò vừa sung sướng, tóm lại cười khúc khích với nhau. Cái bơ đựng gạo ấy chính là cái lon sữa ông Thọ mà hết hạn, mà người ta dùng hết rồi, người ta dùng để người ta đong gạo ấy, mọi người. Xong xuôi đâu đấy nhá, thì cả hội mình mới góp tiền lại để đi mua một cái gói kẹo. Thì bắt đầu chơi là chúng mình chơi như thế này. Bọn mình giải kẹo ra thành những cái đường thẳng. Mà hồi bé thì mình không biết là các bạn chơi malon như thế nào, chứ bọn mình là thường giải kẹo ra nha. Đứa nào oàn tú tí thua thì phải đứng trông cái lon đấy. Còn người ta hay gọi là cái, cái đứa mà thua ấy người ta gọi là cái nha, và đi tìm những cái đứa còn lại. Cái trò này gọi là malon nhưng mà nó cũng giống như cái trò chơi trốn tìm của mình thôi. Luật chơi là sau khi mà thắp nhang lên ấy thì bọn mình sẽ cùng nắm tay nhau đọc một câu vè. Mình đến bây giờ thì mình cũng không còn nhớ rõ cái câu đó như thế nào, thì mình chỉ nhớ là sống hay chết trả lời ngay. Đấy, có cái câu sống hay chết trả lời ngay đấy. Và sau cái câu đấy nhá, thì mỗi đứa sẽ nhặt một cái kẹo, sau đấy là đi chạy trốn. Trong thời gian cái thằng mà gọi là cái ấy, nó đếm từ 1 đến 10 là phải lấy một chiếc kẹo cầm trên tay rồi để đi trốn đi. Đứa nào mà không kịp lấy kẹo, dù không bị tìm thì vẫn tính là thua nha. Và kỳ sau sẽ phải đứng ra để làm cái. Con cái tê ấy, con Thảo ấy, nó bé nhất, nó toàn bị đì thôi. Lần nào chơi bảng tù tì cũng bị các anh chị lừa thua. Ngày xưa nó bé là thiệt lắm, toàn bị lừa thua thôi. Bọn mình thì rất thích trốn về nhà anh Hát. Có hôm con tê nó đi tìm, trời thì tối, con bé thì nó sợ. Vừa đi tìm nó vừa khóc. Bọn mình thì thường sẽ chỉ chơi khoảng thời gian là một nén nhang thôi. Một nén nhang thì mình không nhớ là bao lâu, chắc là độ khoảng 30-40 phút gì đấy. Thường và sau khi cái đứa mà gọi là cái ấy, nó đếm ấy, thì mình sẽ đi trốn trong thời gian đếm từ 1 đến 100. Mà thật sự không hiểu sao ngày xưa nó đếm từ 1 đến 100 nó lâu lắm, nó không nhanh đâu mọi người ạ. Và nếu trong khoảng thời gian đó mà cái con gọi là cái không tìm được đứa nào thì phải chạy thật nhanh đến đá cái lon, thì mới có cơ hội đi trốn vào kỳ sau. Mà ai đá được cái lon trước thì không phải làm cái ở kỳ sau nữa. Thì ngày đấy đang chơi đến vòng thứ 2, mình với cả chị L, chị L là bà chị lớn nhất nhà mình, hai chị em trốn vào cái bụi chuối ở gần nhà vệ sinh ấy mọi người. Bà M thì bà rúc ngay vào đống rơm cạnh sân, mà rõ ràng mắt mình thấy, bọn mình đều biết là các bà trốn ở đâu, vị trí như nào. Bọn mình còn giúp bà M chị mình ấy phủ rơm lên đầu không à. Và trận đó thì anh Hát ấy, anh lập cái. Mà trong cái tiếng đếm từ 1 đến 10 kết thúc thì ông Hát ông bắt đầu ông đi tìm. Con tê nó bị tóm đầu tiên. Tại vì con này nó bé mà, cho nên nó rất là ngốc. Nó đi trốn cái kiểu gì mà nó đứng như trời trồng ở sau gốc bưởi. Hôm nay mình thấy nó đứng như trời trồng ở sau gốc bưởi luôn. Mà nó cứ nhìn ra bờ ao ấy, nó không nói năng một câu gì. Khi mà kết thúc 100 nhịp đếm thì tất cả mọi người đi đá lon đủ rồi, thì lúc này cả hội mới ngớ người ra là thiếu mất bà M. Cái bà chị mình ấy, là bà chị thứ hai của mình ấy, thì bọn mình mới đi gọi khắp nơi mà không có thấy bà ấy nha. Thế mấy anh chị em mới mò ra cái đống rơm lúc nãy để mà tìm, mà không thấy bà ấy đâu. Mà kỳ lạ kinh khủng luôn. Thế lúc này chị L nhà mình bảo là hay là cái con này nó buồn đi vệ sinh, nó đi về nhà rồi. Nhưng mà khổ cái là bọn mình ra, bọn mình nhìn cái chỗ xe đạp ấy, xe đạp vẫn còn nguyên. Mình nghĩ là chắc bà này đau bụng nên là chạy về nhà cho nhanh, chứ đi xe giữa đường nó sóc chẳng may nó ra thì mất. Vì là nhà văn hóa chỗ mình ấy, nó chỉ từ đầu đường đến cuối đường, đi qua một khoảng đồng thôi, chứ nói thật là cũng không xa lắm đâu. Tại vì nhà bác mình nói thật là đi bộ ra nhà văn hóa cũng đi được. Mình hồi đấy là mình không biết đi xe đạp, nên là mình đành ở lại mình chờ bà lớn, bà cả nhà mình ấy phóng xe về nhà để tìm bà M xem như thế nào. Thì đến lúc này là con tê mặt nó đơ cả ra, con Thảo ấy mặt nó đơ cả ra. Thế mình mới hỏi nó là như này: này, thế mày sao đấy? Con này thì nó gầy gò đen đúa, mặt nó thất thần, nói chung là nhìn trông nó, mình nói thật là mình trông vẫn khiếp. Thế nó mới bảo là từ mai á, em không chơi với các chị nữa đâu. Mình thì hồi đấy bé, nên mình sợ con này nó làm, nó bị đì, nó làm cái nhiều quá, nó dỗi nó về nó mách bố mẹ cả lũ chơi thì chết.
Thế là mình vội vào mình dỗ nó, mình bảo nó như thế này: thôi ngày mai á, mày cứ ẩn tú tí đi, chị thay mày làm cái hai ván được không? Thế nó không nói năng gì, nó lẳng lặng nó bỏ về nhà. Mình cứ đứng chờ cùng anh hát đến mấy chị nữa. Mà nói thật là hôm đấy trong lòng đầy lo lắng, mình chẳng biết là có cái việc gì mà mãi bà L bá chưa ra, bà chị lớn nhà mình bá chưa ra. Thế thì một lúc sau, lúc đấy là trăng lên cao rồi nhá, thì mình mới thấy bác gái nhà mình chở bà L ra sân. Sau đấy bác mới hốt hoảng bác đi tìm. Bác gọi váng hết cả cái sân lên, bác gọi là: con mờ đâu rồi, con cái mờ đâu rồi, mày đi đâu rồi, mày đi nhanh lên, mày về nhanh lên, hơn 10 giờ rồi, mày về đây tao quật cho mày nát đít. Đấy, nhiều bạn bảo chuyện này nghe rồi, thì mình cũng nói rồi, cái chuyện nhân duyên của một đồng nhân ấy mình đã kể một lần rồi, nhưng mà ở đây có rất nhiều bạn bạn chưa nghe, nên là thứ ba thì mình thường hay kể lại chuyện nhân duyên của một đồng nhân. Và trong cái khoảng thời gian mà mình kể cái chuyện này là vào năm 2021, nếu mình nhớ không nhầm, mình đã kể cho mọi người nghe vào năm 2021 rồi. Nhưng mà từ năm 2021 đến năm 2023, đến năm 2024 thì có rất là nhiều những câu chuyện khác xảy ra, cho nên là mình kể lại câu chuyện này thôi. Và trong những cái câu chuyện mình kể lại như thế này sẽ có những câu chuyện mới của mình, chứ không chỉ đơn giản chỉ là những câu chuyện cũ nữa. Cho nên bạn nào mà nghe rồi á thì các bạn có thể hoan hỉ chờ đến thứ năm nghe chuyện mới, hoặc là các bạn nghe nhiếp nốt cũng được, không sao cả nhá. Thế là cái lúc đấy thì bác mình mới gọi, vừa quát vừa gọi là: con mờ mày về ngay đây, mày về đây tao quật cho mày nát đít. Thế bác cứ gọi mãi, mà đi xe đạp lên cả mấy cái quán tạp hóa ngoài đầu làng ấy mà không tìm thấy chị mờ đâu. Thế lúc này mình sợ lắm, vì là cả mấy bác đàn ông trong xóm đều đi tìm cùng rồi, tìm mãi đến hơn 11 giờ đêm không thấy tăm hơi bà mờ đâu. Thế lúc này thì người lớn cứ hỏi dồn quanh mình, cứ hỏi dồn thôi. Thế bọn mình chỉ nói là chúng con đi chơi trốn tìm. Thế mọi người còn soi đèn pin xuống ao ấy, vì là mọi người sợ nhỡ chẳng may chị mờ chị ngã ao thì sao. Mà bọn mình thì khẳng định là chắc chắn là bà này không thể ngã ao được, vì một cái người to, một đứa trẻ con như thế mà ngã xuống ao thì chắc chắn là phải có tiếng tủ một cái, đúng không? Đằng này không một đứa nào nghe thấy. Nhưng mà người lớn thì hãi, nên là mọi người đi tìm vớt, đi xuống ao soi đèn để tìm. Thì thím C, mẹ cái T mới dẫn nó ra. Thế con T mặt nó nghệt ra, nó vừa đi nó vừa khóc. Thế thím mới hốt hoảng bảo là, bảo với cả người lớn ở xung quanh đấy đấy, thím mới bảo như này: chết dở không các chị ạ, cái bọn này nó chơi trốn tìm với ma các anh các chị ạ. Thế chúng mày giấu cái ống gạo đi đâu rồi, chúng mày đá đi đâu rồi? Thế lúc này thím mới bảo là: con mờ ấy chắc nó bị ma giấu rồi. Con T nhà em về nó khóc, nó bảo là nó thấy có cô nào mặc đồ trắng mà tóc ngắn chỉ đến ngang vai thôi, đứng ở bờ ao cứ nhìn nó cười này này, về nhà rồi mà vẫn thấy cô ấy theo. Thế em hãi quá, em vừa phải thắp hương cho ông bà ông vải nó mới hết ấy. Bọn mình nghe xong hãi mà, trẻ con mà sợ lắm. Bọn mình cứ đứng lấm lép, bọn mình nhìn nhau ấy, bị người lớn sạc cho một trận. Lúc này cái ánh đèn pin nó rọi sáng loà trong đêm tối. Mà mọi người biết không, đêm hè nghe tiếng dế, tiếng cóc, tiếng nhái, nó cứ kêu réc réc, hòa cùng với tiếng người gọi nhau, thì một dòng điện như chạy dọc sống lưng mình lúc ấy, nó lạnh buốt một cái. Mình hãi lắm, tay mình nắm chặt lấy cái vạt áo. Mà mọi người ạ, trong đầu mình nó hay tưởng tượng, mình bắt đầu mình tưởng tượng ra cái cô gái mặc áo trắng mà con T nó kể ấy. Thế ông bà con T nghe tiếng động thì đang trong nhà cũng chạy ra xem. Thì nghe chuyện xong, bà mới bực mình, bà lấy cái chổi bà quật cho con T một trận. Con bé nó khóc váng lên. Thế xong đâu đấy bà mới vào nhà, bà lấy mấy cây hương, rồi một mình bà trèo ra bờ rào bên kia bờ ao. Thế các chú thì sợ là bà già rồi, nên các chú mới đòi đi theo. Nhưng mà bà xua tay đi, bà bảo như này: các chú kệ tôi, các chú chỉ cần soi đèn cho tôi là được rồi. Thế là mình nhớ, bà mới đi cái đôi ủng cao su vào, rồi vén quần cao lên đến bẹn ấy, rồi là men theo bờ ao sang bên kia, trong cái ánh đèn pin le lói, mà tiếng người thì cứ xôn xao. Mà lúc đấy thì mình còn nghe thấy tiếng bà cứ khấn lầm dầm cái gì đó ấy. Bên kia hình như là có một cái chòi, trông như một ngôi nhà bé tí mọi người ạ. Mà sau lớn lên ấy, thì mình mới biết cái nhà bé tí gọi là, cái đấy người ta gọi là cái cây hương. Và khi mà bà khấn xong ấy, thì bà mới lội về, rồi bà lấy roi dâu, bà chạy ra cái đống rơm mà bà mờ bà ấy, bà trốn trong ấy. Bà cứ quất quanh, bà vừa quất bà vừa chửi xung quanh cái đống rơm ấy. Bà chửi là: thả cháu tao ra, thả cháu tao ra. Thế lúc sau mọi người lật đống rơm lên thì thấy bà mờ bà đã ngồi ngủ gật từ lúc nào, mà lại ngồi đúng trong cái đống rơm đấy. Đây là một câu chuyện mà thực sự là mình được chứng kiến đấy nhá. Thế người lớn bảo đó là ma giấu. Thì từ đấy sợ quá,
Và từ cái ngày đấy là mình cạch, không bao giờ mình dám chơi ma lon nữa. Và cả bọn trong xóm thế, không một đứa nào dám chơi. Nói thật với mọi người cái chuyện thật mà nó ly kỳ, mình tưởng đến già, mà công nhận lạ thật. Cái lúc mà đi tìm ấy, mình rõ ràng nha, bọn mình lục tung đống rơm lên không biết bao nhiêu là lần mà không tìm thấy chị Mờ đâu. Thế mà bà của Tê, bà ngoại em Tê quất roi mấy cái thì tìm lại được ngay. Và đến giờ mình cũng không lý giải là tại sao. Còn câu chuyện ấy thì nó vẫn chưa dừng lại ở đấy đâu nha. Cảm ơn mọi người nha. Hôm nay chắc mọi người đi chúc Tết hết rồi, không thấy có ai online cả. Hôm nay mọi người, các bạn nào mà ở nhà hôm nay nghe livestream đúng thiên thần, thật sự thiên thần luôn. Chào mọi người. Mọi người ơi, mọi người có thể thả tim thật nhiều vào màn hình giúp Linh được không ạ? Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Và mọi người biết không, cái câu chuyện ấy thì nó thực sự là nó vẫn chưa dừng lại ở đấy đâu. Tình hình là mình nghe nó không có tí nhạc mà nghe nó buồn quá nhỉ. Nghe tí nhạc nha mọi người. Cái câu chuyện thực sự, bạn nào chưa nghe câu chuyện hôm nay thì câu chuyện hôm nay là câu chuyện thật của mình á, rất là hay. Mình nghe câu chuyện này mình nhớ lại mình cũng thấy hãi. Thật sự luôn, nhớ lại cũng thấy hãi luôn á. Đâu ta? Người chờ mình tí nha. Ủa? Mình giấu đâu ấy nhỉ? Cái phần thư viện đâu ta? Thế mọi người luôn ấy. Kiểu kể nó không có nhạc ấy, nó rất kỳ, mọi người thấy nó có kỳ không? Nó kỳ thật sự luôn. Nên là không bật nhạc Tết nha. Bật nhạc Tết là nó bị gì nhỉ? Bật nhạc Tết nó bị đánh bản quyền đấy mọi người. Mọi người biết không? Có cái đoạn nhạc nền của mình thôi á mà kênh Y nó cũng đánh bản quyền ấy. Thế là mình còn không hiển thị được cơ. Cho nên là nói thật với mọi người, không có dám bật nhạc Tết hay bật nhạc gì cả. Vì là sợ lắm. Ủa mọi người ơi, mọi người ở kênh Y, mọi người biết cách bật cái phần đấy không? Mình thật sự luôn, bình thường nó sẽ có một cái phần gọi là phần mình tải xuống nha, đúng không? Nhưng mà sao mỗi lần mình tìm là mình không có tìm được là sao ta? Đây rồi. Để mọi người chờ một lúc vậy. Bởi vì là thật sự là thế luôn ấy, không thể đỡ được. Ơ, đâu rồi ta? Đây rồi. Mọi người, đây rồi. Sorry mọi người. Thôi nên bật chút nhạc đi, nghe cho nó có cảm xúc mọi người ạ. Chứ không có nhạc nghe kỳ vô cùng luôn nha. Kỳ lắm ấy. Câu chuyện chó đội nón mê mình kể rồi. Mọi người có thể tìm lại ở trên kênh Y của mình nhá. Chó đội nón mê mình có một câu chuyện đấy. Câu chuyện cái đợt đấy mình cũng chỉ kể vui vui thôi, mà thế nào nó lại ra đúng đợt phim Quỷ Cầu. Không hiểu kiểu gì, không biết gì về phim đấy. Mình còn chưa được đi xem phim Quỷ Cầu luôn. Thế mình cũng xin kể nốt cái câu chuyện đó nha. Và cái câu chuyện của mình ấy, nó vẫn chưa dừng lại ở đấy đâu. Thì tối hôm đấy, sau khi ai mà đi về nhà ấy, cũng về nhà trong cái sự sợ hãi vô cùng. Cái câu chuyện ma giấu này thành chủ đề bàn tán trong xóm tận mấy hôm. Thế mình có tò mò hỏi chị Mờ là lúc đấy ấy, thì bà có thấy cái gì không? Thì bà chị mình chỉ bảo là: tao nói thật mày á, tao trốn ở đấy như thế này thì tao tự nhiên tao thấy nặng chịu người, xong tao ngủ luôn lúc nào tao không biết. Bà nói mình như thế. Mà rõ là còn chưa bóc cái kẹo nào ăn thì lúc mọi người gọi dậy thì bà thấy trong mồm bà ấy ngậm 2-3 cái kẹo còn nguyên vỏ. Thế mình nói thật là mình tò mò lắm. Nghĩ về câu chuyện đấy mấy ngày liền. Mà thời gian đấy sinh hoạt hè xong là ba chị em đi về luôn. Tuyệt nhiên là không có dám bén mảng đến cái sân nhà bà con Tê nữa vì sợ mà. Mà mỗi khi đi qua nhìn vào trong rặng chuối ấy, thì bắt đầu mình có cái cảm giác nó cứ rợn nó dâng lên. Mà không hiểu sao mình cứ cảm thấy như có người đang nhìn chằm chằm từ bên trong mà nhìn ra ấy. Rồi thì cái câu chuyện này nó cũng dần lắng xuống. Mà đâu đó khoảng hơn một tuần sau,
mình bắt đầu gặp những cái giấc mơ kỳ lạ. Mà trong mơ ấy, mình thấy là mình ngồi ở bờ ao, chân thò xuống nước cứ đung đưa. Nhưng mà khi mình nhìn xuống nước ấy, thì mình không nhìn thấy cái bóng của mình nha. Mà đã rất nhiều lần khi mà tỉnh dậy ở buổi sáng thì mình bị thôi thúc là chạy vào đấy ngồi thử xem như nào. Thì suốt mấy ngày mình cứ mơ cái giấc mơ đấy mà lòng dạ mình bồn chồn. Mà mọi người biết cái thời điểm đấy, trong đầu óc của một đứa bé 8 tuổi, hồi đấy mình có 8 tuổi thôi, thì mình đã từng buồn cười đến độ là chạy ra sân nắng mỗi ngày để mình ngắm xem cái bóng của mình nó có còn hay không. Bởi vì hồi bé mình nghe người lớn nói như thế này: nếu thấy ai mà không có bóng thì người đó là ma chứ không phải là người nữa. Thì ngày nào mình cũng đi ra sân nắng, đi đâu cũng trông chừng cái bóng của mình mới hâm mọi người ạ. Đấy, suốt một thời gian như thế. Thì có một đêm mình lại mơ cái giấc mơ đấy. Rồi là ở trong mơ ấy, thì mình thấy dưới mặt nước nó không phải là bóng của mình nữa luôn, mà là bóng của một người khác. Mà nói thật là nhìn không có rõ mặt. Thế lúc này mình mới giật mình tỉnh dậy, mà mồ hôi mình nhễ nhại. Và nói thật là tỉnh dậy đêm thì cũng buồn tè nữa. Thế mình mơ thấy như thế. Xong thì mình sợ, mình cứ nằm chằn chọc, mình cố nhịn, mình không dám đi vệ sinh. Mà mọi người biết không, cái tiếng tích tắc của đồng hồ nó cứ vang lên, nó cứ tích tắc. Mình cứ cố mãi mà mình không ngủ được. Mình nhớ đêm đấy mà cái con kỳ ở trong chuồng ấy, ở nhà bác mình ấy, không hiểu sao nó cứ sủa mãi. Nó cứ sủa ảo 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 ấy. Nó sủa xong nó cứ chu lên ảo ảo ấy. Mà cái tiếng của nó vang vọng từ cổng nó dội vào. Các bạn đừng quá ngạc nhiên nhá. Vì nói thật là mình không hiểu làm sao hồi đấy bác mình xây cái nhà vệ sinh với nhà tắm lại cạnh cổng. Bên cạnh thì lại là chuồng chó. Mà cái con đường từ phòng ngủ đi ra nhà vệ sinh ấy, thì nói thật với mọi người đúng như bắn đại bác mới đến luôn ấy. Thật sự luôn, ngày xưa người ta cứ xây cái nhà vệ sinh cách xa cái khu mình ở ấy. Cái trời thì tối, lúc đấy là hơn 4 giờ sáng. Nhưng mà nó tối lắm. Chỉ có duy nhất cái đèn ngủ hình hoa nhiều màu cắm điện ở gần tivi ấy là để soi sáng cho cả căn phòng thôi. Mình mới nhổm dậy, mình vạch màn ra, mình ngó ra ngoài cửa sổ. Lúc này là kiểu lấy lên cân lên cốt để lấy một cái động lực để đi vệ sinh, vì rất là buồn rồi. Màn đêm nó vẫn phủ lên vạn vật. Thành ra mọi người biết không, nhìn cái khoảng sân dài nó cứ sâu hun hút ấy. Mà ở chuồng gà bác mình có thắp đèn để sưởi trứng hay gì đấy ở bên trong. Không hiểu sao bác mình đêm là hay để một ngọn đèn cho bọn gà đấy. Bên ngoài thì bác phủ bạt kín mít, nên là cái ánh sáng đèn nó hắt ra chỗ nhà vệ sinh và chuồng chó. Nó có một chút chút, tức là mình có nhìn thấy được thông qua cái lỗ hổng của những cái tấm bạt đấy. Thì mình mới lấy hết sức bình tĩnh. Mình định là mình luồn qua phòng ngủ của bác ở gian phải nhà, mở cửa ngách để đi cho gần. Cái cửa ngách đi ra cái chỗ nhà vệ sinh nó sẽ gần hơn. Đấy, ba chị em mình là thường là sẽ nằm ngủ với nhau ở giường lớn ở gian giữa. Ngày xưa là hay xây là cái gian giữa ấy là có một cái ban thờ tổ tiên đúng không? Và bên cạnh là sẽ làm một cái giường hoặc là một cái sập gì đó. Thì ba chị em mình ngủ ở đấy. Và mọi người biết gì không? Mình nhìn thấy cái gì không? Mình vừa tiến sát đến cửa sổ nhà chính nhà, thế mình mới ló mắt ra mình quan sát. Thì mình nhìn thấy ngay một cái bóng như là nữ, đứng ngay ở chỗ chuồng chó, mà một tay chống hông, một tay bám vào tường. Còn kỳ là vẫn cứ sủa mà không thấy ai lên tiếng hay gì. Mình chỉ nghĩ là khéo là bác gái nhà mình bác dậy đi vệ sinh thôi. Thế lúc này mình mừng, mình nghĩ nếu mà bác mà đi vệ sinh thì mình chả sợ gì cả. Thế là mình mới chạy ngay sang gian phải để mình mở cửa, tức là cái gian mà các bác ngủ ấy. Thì nói thật luôn, mình sững người. Lúc này là tí thì mình xóm ra quần, vì hai bác mình vẫn đang nằm ngủ rất ngon trên giường, cả hai bác luôn. Mọi người không biết cái cảm giác lúc đấy của mình nó thốn như thế nào ở đâu. Mình sợ phát khóc. Mình sợ phát khóc đi được luôn ấy. Mình đứng lúc đấy như trời trồng, chân không nhúc nhích nổi. Thế mình vừa đi mình vừa sợ. Lúc này mình vào giường mình nằm im, mình chùm chăn, rồi là mình khều bà chị lớn nhà mình dậy. Mình mới gọi là: chị Liên ơi dậy đi, em muốn đi tè, dậy đi cứu em với. Thế bà chị mình thì bà ấy ngủ, bà ngái ngủ bà lại đá sân chân sang bà Mờ, bà đá sân sang bà Manh. Thế bà Mờ bà tỉnh dậy, mồm bà rõ to, bà bảo: mẹ mày cái gì đấy? Thế là làm bác trai bác gái nhà mình tỉnh luôn. Cuối cùng thì bác cũng dậy, bác bật cái công tắc đèn ở sân lên cao, tại vì tay mình với không đến. Thế rồi là đưa mình ra sân rửa bát để đi tạ. Nói thật mọi người mình sợ quá, mình nhất quyết là mình không dám ra nhà vệ sinh ở chỗ cổng gần chuồng chó nữa luôn. Thế con kỳ thấy chủ bật đèn thì nó càng sủa tợn. Thế bác mới quát à:
mẹ con Kim mày im mồm đi. Thế con Kim nó mới rên ư ử rồi nó chu lên một tiếng. Thế là các bác lúc đấy thì chắc là cũng đến giờ rồi. Thế là các bác dậy cho gà ăn luôn. Thì mình vào giường. Nhưng mà nói thật, sau cái ngày hôm đấy mình làm nằm mãi, mình không ngủ nổi. Lúc sáng ấy, nấu mì ăn ấy, thì mình mới dám kể cho bác. Mình nghe cái giấc mơ và cái bóng người. Thì lúc này bác gái mình mới thoáng lo lắng. Thế bác trai mới thắp hương các cụ. Rồi là bác gái bảo mình là lên xe đi, bác chở mình ra nhà bà ông Tê. Thế bác nói chuyện gì đấy với bà nó ở cửa. Thì mình đùa với mấy chú mèo con trong sân nhà thôi. Nếu thật lúc đấy mình không hóng, mình không rõ câu chuyện là gì. Thì mình chỉ thấy bà cái Tê hỏi: thế cháu mơ thấy nó ở đâu? Mình nghe xong thì mình ngớ người ra một lúc. Sau mình mới hiểu ý bà. Và mình chỉ vào đoạn mấy bậc thang chỗ cái ao cạnh bụi chuối ấy. Bà thở hắt ra một hơi rồi bà bảo: cái ao này á, trước là ông bà định lấp đi để cho thằng Ca, bố nó xây nhà. Nhưng lần nào lấp đi không được. Hết ông ốm, bà ốm, rồi đến thợ ốm. Chưa kể cứ định lấp ao ấy là lợn gà cứ bệnh lan ra chết cả. Thế hôm trước tát nước ra mới lộ ra một cái tiểu ở đúng cái chỗ mấy bậc thang đang xây đấy. Mới biết là từ xưa ở đây có cái tiểu của người chết. Mà cái ao từ đời xưa sửa xưa xưa bà về làm dâu mấy chục năm nay cũng chẳng biết có tiểu mà chuyển đi. Thế sau có ông thầy ông mách cho là lập một cái cây hương thờ thần và không lấp ao, rồi dẫn nước trả lại cho nó thì nó để cho nhà yên. Khéo con mà ở đây nó đi theo những cái đứa nhẹ vía về nhà rồi. Thôi tí nữa về đốt vía 9 lần rồi mày hẵng vào nhà. Thế sau đấy thắp hương cầu thần linh thổ địa ông bà gia tiên phù hộ cho. Với cả lần sau chúng mày đừng có dại chơi cùng ma nữa, nó dẫn đi cũng ngày đấy. Thế thì mình về mà nói thật là mình lòng mình hãi, mình sợ chứ. Mà sau quả đấy sợ quá thì mình xin bác là bác ơi bác cho cháu lên Hà Nội sớm với bố mẹ cháu. Và những năm sau ấy thì mẹ mình có em gái mình, nên là hè mình không còn được về quê ngoại nữa, chỉ thi thoảng dỗ chạp thì về thôi, chứ còn phải trông em mọi người ạ. Đấy là cái thời điểm mà lần đầu tiên trong cuộc đời mình gặp ma, là những cái năm mà mình còn nhỏ đấy, là mình rất là nhớ đến tận bây giờ. Mà cái ngày hôm đấy mình về mà trong lòng đầy sợ hãi, nên là mới thấy rằng là thế giới tâm linh nói thật là không có đùa được. Mọi người đừng có thử dại mà thử nhá. Nói thật đừng có dại mà thử. Ở trong cái kênh của mình ấy, mình kể rất là nhiều những câu chuyện, nói chung là cũng tò mò mà thử. Có những ông thì ông kêu là ma với cỏ làm gì có thật. Những cái bạn mà bảo không có ma thật ấy, những cái ông thì rất là ít khi gặp ma. Nó thật luôn. Không hiểu sao các ông với các bố ấy chẳng bao giờ gặp ma cả. Có thể là những cái người cứng vía này không gặp, nhưng mà cứ càng sợ thì càng hay gặp ma. Như mình hồi bé sợ ma nên cuối cùng mình gặp ma nhiều. Bây giờ thì vẫn gặp liên tục luôn, chứ chẳng phải là ít. Mọi người nghe nhạc to, mình nghe nhạc bé lắm, chả to gì. Mình để có 50% rồi đó. Và ngày hôm trước ấy, thì chắc là mọi người nhớ mình có kể câu chuyện trò chơi cầu cơ đúng không? Hồi bé thì mình nhìn thấy ma như thế, nhưng mà cái máu gọi là cái máu liều thì nó vẫn ăn vào trong máu mình rồi. Nên là lớn lên chút học lớp 10 thì mình chơi cái trò cầu cơ tiếp đấy mọi người. Và đúng là điếc không sợ súng. Thì cái đợt mà kể cái câu chuyện trò chơi cầu cơ hồn chị xác em ấy, thì mình đã kể rồi. Nếu mà các bạn chưa nghe câu chuyện này thì mọi người có thể vào cái bộ hồn chị xác em để mọi người nghe nha. Với cả may mà hồi đấy thì bọn mình chơi với nhau chả đứa nào bị làm sao. Mà nói thật mọi người chơi cầu cơ nó có thật nha. Cái lúc cái chén di chuyển này cả hội sợ mất mật. Mà xin thề có trời đất chứng giám luôn, là bọn mình tay đều chạm vào nhau, không một đứa nào tay chạm vào cái chén cả. Vậy mà cái chén nó tự di chuyển nhá. Mà số mình đúng là từ bé nó toàn gặp ma. Lại nhớ cái ngày mình 10 tuổi, hồi đấy là 8 tuổi. Thì sau 2 năm mình về quê nội, hồi đấy mình 10 tuổi. Mình về quê bố mình ở Nam Định. Mẹ mình ở Hải Dương, bố mình ở Nam Định. Nhưng mà từ bé ông bà mình ở trên Hà Nội rồi, cho nên là mình ở Hà Nội từ nhỏ. Thế mình ở nhà bác. Cái đợt đấy là mình ở nhà bác. Thì mình nhớ tầm đấy là cũng cái tầm Tết Tết như thế này này. Thì mình hay xin bố về sớm. Mình với bố hay về sớm lắm. Rồi là tại vì các bác, các anh các chị nhà bác cũng sàn sàn tuổi mình thôi. Các bà ấy cũng sinh năm 8 mấy, 9, anh chị toàn tầm 90, 89, 87, 86. Nói chung là 84, nó khoảng đấy. Tầm sàn sàn tuổi mình. Nên là chơi cũng thân lắm. Nên là toàn Tết là thích về quê mà. Thế hồi đấy là mình về quê bố ở Nam Định. Thì mình ở nhà bác. Bác là chị gái bố. Bác đi lấy chồng rồi, hai bác ở riêng.
Thì sáng 4 giờ mình dậy, mình rửa lá dong rồi mình gói bánh chưng. Mà trời ơi, cái mùa đông năm đấy nó rét mà nó buốt. Nói thật mọi người, mình vẫn còn nhớ được bây giờ. Mình thích về quê một cái nữa là mình rất thích mèo. Đặc biệt mình rất thích mèo, nên là mình rất thích ngủ với bọn mèo. Chỉ có về nhà bác mới được ngủ với bọn mèo thôi. Đấy, và 4 giờ sáng dậy ngồi ở sân nha, bật cái đèn tóc bóng vàng ấy. Ngày xưa nó cứ lập lòe ấy, mà gió nó cứ lùa vào cái đèn, nó lắc lư mọi người ạ. Mình đang ngồi trên hè rửa lá dong, thì khi mà mình nhìn ra cổng ấy, thì hôm đấy rõ ràng mình nhìn thấy có hai cái bóng, một lớn một nhỏ, nó nắm tay nhau đứng rõ, mà là hình thù hai cái bóng nó xám xịt, không thấy mặt, không thấy mũi luôn. Thế mình hoảng quá, mình dụi mắt mấy lần mà mình vẫn thấy hai cái bóng đấy. Rồi mình mới gọi bác, mình bảo là bác ơi, có ma ngoài cổng kìa. Thế nào mà mình lại nói rất to, rất ngu, và bác ơi có ma ngoài cổng kìa. Thế bác dẫn mình ra cổng ngó, thì thật không có ai, không có một ai luôn. Mà đêm hôm như thế mình chắc chắn là ma, bởi vì mình gặp ma rồi mà. Chứ làm gì có người nào mà rạng sáng sang nhà hàng xóm để mượn đồ đâu mọi người. Bác biết là mình gặp ma, nên bác mới vơ cái nắm gạo nắm muối, rồi là bác ném ra ngoài cửa, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đấy mình không biết nữa. Thì sau mới biết là cách một con đường lớn ở trước nhà bác ấy, thì bên kia nó là bãi tha ma mọi người ạ. Hồi đấy là, lúc đấy là sau là mình mới biết nha. Chứ mà bình thường ấy là mình tưởng ở bên đấy là cái cánh đồng. Vì nói thật, đến bây giờ mình lớn nhá, nông thôn đổi mới nhiều, mình không còn nhớ được con đường về nhà bác như thế nào nữa. Có thi thoảng bố dẫn đến mà gọi là chúc Tết các bác ấy, thì biết thôi, bây giờ là những cái nơi đấy là gần như người ta lấp hết rồi. Nhà bác mình gần nhà thờ, nhưng mà nhà mình không có ai theo đạo. Khu nhà bác mình gần nhà thờ. Thế sau cái lần nhìn thấy ma hồi 10 tuổi ấy, thì mình gặp ma hay các hiện tượng về tâm linh nó cũng ít dần đi, mình không gặp nhiều nữa. Và nhất là sau khi mẹ sinh em bé được 6 tháng, thì ở cái khu dưới Yên Lãng ấy mọi người, khu sông Tô Lịch ấy, nằm trong diện giải tỏa, nên là cả gia đình mình chuyển lên sống ở một khu chung cư cũ, cách hai con ngõ so với cái nhà cũ đấy. Cái nhà cũ đấy là ngõ, ngày xưa mình nhớ là ngõ 159 Thái Hà. Thế sau đấy thì mình chuyển lên sống ở cái khu ngõ 161 Thái Hà. Thế là mình chuyển lên cái ngõ cách hai con ngõ. Thì mình nhớ là hồi bé mình nghịch lắm. Ngày xưa mình ở ngõ 159 ấy, tức là cái đường Yên Lãng bây giờ ấy, thì nhà xóm mình xây nhà cấp 4. Nhà mình bên cạnh là nhà mình xây 2 tầng. Thực ra là nói là 2 tầng cho oai, chứ là một tầng với cả một tum thì đúng hơn. Mình toàn trèo lên mái nhà hàng xóm để ngồi ngắm mây với cả hóng gió thôi. Hồi bé lãng mạn cực. Thế mùa dâu ra xoan ấy, thì mọi người nhớ cái hương hoa dâu ra xoan nó hay bay theo gió, nó cứ phảng phất nó ngai ngái nồng nồng, cái mùi ngọt ngọt, thích lắm. Cây dâu ra xoan thì cành nó yếu, mà nó vắt ngang từ nhà hàng xóm sang ban công tầng 2 nhà mình. Mà mình toàn trèo luôn lên cây ngồi vắt vẻ. Nói thật mọi người, cảm giác nó bình yên như được vỗ về ấy. Mà nhà hàng xóm cái mái hiên nó đua ra một đoạn, làm bằng nhựa trong suốt. Mà cái nhựa ngày xưa nó không được xịn như bây giờ đâu, cái nhựa nó là nhựa đều mọi người ạ. Mình mới leo lên cành mình ngồi, mặt chân mình thò xuống mái nhà hàng xóm. Xong cứ thi thoảng mà con trai nhà hàng xóm nó đi qua ấy, là mình ngồi cười anh khách. Vì anh ấy hơn mình 2 tuổi, mình rất là hay thích trêu nó, hay gọi là nó. Tại vì là ngày xưa ông ấy khóc nhiều lắm. Mọi người tưởng tượng nhá, cái ngày hôm nào ấy mà không bị mẹ đánh, không nghe tiếng khóc của anh Tê hàng xóm ấy, là ngày hôm đấy chắc chắn là trời mưa. Thằng ấy nó mít ướt, từ bé nó mít ướt, nó hơn mình 2 tuổi mà mít ướt cực kỳ luôn. Thế là lúc nào mình cũng thò hai cái chân đấy, xong rồi thi thoảng mình ngó cái đầu xuống, mình hù cho nó một cái. Mà không hiểu các cụ gánh còng lưng hay gì, hồi bé mình leo suốt mà không bao giờ mình bị ngã. Cứ lấy cốc muối vặt dâu ra xoan chấm rồi ăn đích dích cả mùa hè. Ăn thì đau bụng luôn. Thế mà rất là lạ, riêng cái vị trí đấy nhá, bất kỳ con mèo nào trèo lên cây hay nhảy ra chỗ cái mái đấy thì mình đều thấy nó ngã lộn cổ xuống sân, mà toàn kêu méo một cái. Mà nói thật, đến bây giờ mình vẫn cảm giác là mình cứ cảm giác như cái cây dâu ra xoan đó như là một người đàn bà ấy. Mình lúc nào cũng cảm thấy như thế. Cái cây đấy nó giống như là một người phụ nữ hiện tử ấy. Thi thoảng mình ở nhà, mình cũng luôn cảm giác có người đứng sau lưng, hoặc cứ đi đi lại lại gần mình. Nhưng nói thật là mình không sợ, vì mình thấy chưa bao giờ họ làm gì mình cả. Mình sống trên đất đó thì mình thấy an tâm vui vẻ, nó kiểu hợp đất ấy mọi người. Thế mãi sau khi chuyển nhà đi rồi ấy, thì mẹ mình mới kể, bảo là cái nhà cũ nhà mình ấy,
đất thì giữ bỏ xử cũng được. Ở tập thể đỡ sợ hơn bao nhiêu, bởi vì đông người, nhà lại còn san sát nhau. Chứ ở nhà cũ là mẹ sợ lắm, bởi vì cái bếp nhà mình ấy chính là cái cửa bếp có cái tiểu. Ngày xưa đi xem thầy bảo là vong nữ trước mặt là lại là cái con sông Tô Lịch, nên là rất là nhiều người người ta chết ở đấy. Nên chuyển được nhà đi là mẹ mình mừng lắm, mẹ mình mừng lắm luôn ấy. Cái căn tập thể nhà mình chuyển tới thì có thêm một cái gác xép. Nó là tập thể nhưng rất buồn cười, tầng 1 thì là ở, lại còn làm một cái cầu thang đi lên một cái gác xép nữa. Nên là nhà mình khá là rộng rãi thoải mái. Nếu mà tính mặt sàn thì nhà mình chắc là cũng phải được 6-70 mét, nói chung là cũng thoải mái. Và sau này nhà cũ bị dẹp đi, mình vẫn rất là nhớ những cái kỷ niệm vô cùng. Khi sang nhà mới thì mình được bố mẹ cho một cái phòng riêng. Cái phòng riêng nằm hướng Tây Bắc, mà giường của mình lại kê lúc nào sát cửa sổ. Cái phòng đấy mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh. Mọi người biết nhà ở hướng Tây Bắc như thế nào đấy. Nhưng mà có một cái điều rất kỳ lạ như này. Sang nhà mới ấy, rõ ràng là đẹp hơn, tinh tươm hơn, bố mẹ trang hoàng tốt hơn. Nhưng mà lúc nào mình cũng thấy trong nhà có cái người nào đấy rất dữ. Mình sợ thực sự. Mình sang nhà mới mình rất là sợ, khiến lúc nào mình cũng có cảm giác nó rất là rợn người. Mà bao giờ ngồi học ấy là mình luôn có cảm giác có ai đấy cứ đi từ phòng bố mẹ sang phòng mình thông qua cái hành lang ấy. À, cái cầu thang ở giữa nhá, phòng bố mẹ mình ở bên tay phải, còn phòng mình ở bên tay trái hướng Tây Bắc. Rồi mình cứ cảm giác người ta nhìn chằm chằm vào mình. Mà ghê nhất là cái cửa sổ. Mọi người biết không, nó ghê đến độ như thế này. Cứ mùa hè nóng thì mình phải mở cửa cho thoáng đúng không? Mà ngày nào mình mở cửa ra cho thoáng để mà ngủ ấy là y như rằng mình bị bóng đè. Mình sống vậy cho tới tận lúc lấy chồng mà mình không thể giải thích được lý do là tại làm sao. Mình chuyển lên cái nhà tập thể đấy là vào năm mình học lớp 3, cuối lớp 3, năm đấy là mình 9 tuổi. Mà mình phải sống trong cái cảnh hay bị bóng đè như thế đến tận năm mà mình đi lấy chồng là năm 19 tuổi. Tức là mình phải sống 10 năm ở đấy như vậy. Làm đủ cách thế nào cũng không đỡ. Mọi người ngày xưa hay mách là để một cái con dao ở dưới gối cũng không đỡ nha, để tỏi, để tiếc gì không đỡ. Mà mỗi lần bị bóng đè, mình bị bóng đè cứng đơ cả người luôn. Có lần bóng đè, mình cảm giác như mình bị ai đấy người ta kéo mình đi. Rồi là mình thấy cả một đoàn quân ngày xưa ấy đông lắm luôn. Mà trong cái lúc bóng đè nhá, có những ngày mà mình còn nằm im, mình không dậy nữa, mình nằm im để mình xem là cái người mà người ta gọi là người ta trêu chọc mình là ai. Mình còn nhìn thấy một đoàn quân đi ngang qua mà họ cầm cả giáo mát đi qua đi lại ở cửa sổ phòng mình như là người ta đi trên mặt đất. Mà có lần mình nhìn rõ một cái bóng trắng, mặt nó dài như này mà không nhìn rõ cái ngũ quan của nó đâu, chỉ nhìn thấy hai cái hốc mắt với cả cái mồm của nó rất là, nó đúng là như là một cái làn khói trắng mà có ba cái hốc, một cái hốc mồm và hai cái hốc mắt ấy. Rất là hãi, miệng cứ hốc rộng ra dí sát vào mặt, nói chung là hãi lắm. Nhưng mà bị mãi thì mình quen nên là thành ra mình không thấy lạ nữa. Chỉ lạ là cô em gái mình ấy, con bé em mình ấy, hồi bé nó rất hay bị mộng du. Nó mộng du một kiểu rất buồn cười như này, là nó cứ đêm đêm ấy là nó mò từ phòng bố mẹ mà nó đi lần qua cái hành lang ấy, nó mò sang phòng mình kiểu gì không hiểu. Sáng đã thấy nó đã nằm im ở trong chăn mình rồi, mà mình còn mắc màn thôi nha. Rồi hỏi nó thì nó cũng không nhớ gì, nó chỉ bảo lúc sáng ngủ dậy thì thấy nằm đây rồi thôi. Bố mẹ thấy nó bị như thế nhiều ấy thì bố mẹ cũng thấy quen. Mãi sau lớn lên thì nó sang ngủ hẳn với mình thì hết. Em mình nó kém mình 9 tuổi, kém mình gần chục tuổi. Nhưng mà em gái mình ấy thì nó cũng khá là giống mình. Nó có một cái đặc biệt là nó luôn nhìn thấy ma ở trong nhà. Nó kể là lúc mà nó thấy có cái bàn chân của phụ nữ bước lên cầu thang, tức là nó không nhìn thấy cả một cái bóng, nó chỉ nhìn thấy cái bàn chân ấy, người ta bước lên cầu thang. Lúc thì nó mở mắt ra, nó thấy có người phụ nữ ngồi ngay ở cái bàn cạnh cái hương ở trong phòng ngủ. Mình thì đi lấy chồng sớm, 19 tuổi mình đi lấy chồng rồi, nên là mình cũng không được ở cùng em gái nhiều năm. Mình ở được với nó 10 năm là mình đi lấy chồng rồi đấy. Và mỗi lần xa mẹ chơi ấy, là con bé em mình nó lại kể cái chuyện nó gặp ma. Em mình là bị ma trêu rất nhiều nhá, và thấy rõ ma quỷ. Nói thật không hiểu sao nó thấy còn nhiều hơn cả mình nữa. Lấy chồng xong ấy, thì mình về đất nhà chồng ấy, thì hầu như là không bao giờ mình bị bóng đè nữa đâu. Mình không bị đâu. Chỉ có vài lần là mãi sau này khi mà mình bị bắt đồng thôi mọi người. Và mình nhớ nhất là cái năm đấy là vào ngày rằm tháng 7.
cái đợt mà mình đẻ thằng lớn xong, mình có về mẹ ở mấy tháng. Thế lúc mình mới sinh con đầu lòng được 6 tháng ấy, thì hai chị em mình nằm ngủ dưới sàn, thằng bé con là mình để nó nằm trên giường với bà. Thì vừa sang canh rằm tháng 7 thì cả hai chị em mình luôn đều nghe thấy tiếng trống rồn nha. Cái tiếng ồn ào như tiếng nói chuyện của đoàn người cứ văng vẳng giữa ban đêm ấy. Mà có lẽ lúc đó là cái lúc bắt đầu của những chuỗi ngày sau này, những cái tháng năm êm đềm cũng dần xa vời để cho một cái cuộc sống mới của mình nó bắt đầu. Đấy là cái giai đoạn mà mình bắt đầu biết đến cửa thánh và mình bắt đầu mình ra trình đầu mở phủ đấy. Mình lấy chồng sớm, 19 tuổi mình lên xe hoa theo chồng về, thì 20 tuổi là mình sinh con đầu lòng, mình đẻ thằng gấu mèo này mình. Thì vợ chồng mình lấy nhau đúng hai bàn tay trắng luôn. Nói thật là chẳng có gì ngoài một căn nhà cấp 4. Hồi đấy ở với nhau nhà cấp 4 không có móng, còn đang trong diện quy hoạch của thành phố cơ, lại còn tranh chấp với cả họ bên ngoại nhà chồng nữa. Ngày xưa hồi chồng mình còn nhỏ ấy, nhà ngoại bên chồng mình khá giả lắm, nó luôn là giàu có, bà ngoại chồng mình rất giàu có. Riêng bà ngoại chồng mình nhá, phải có đến, chắc là phải đến nói là hecta đất luôn ở khu trên Hoàng Hoa Thám ấy, lại để làm ruộng rau muống ấy. Và từ những cái năm 1992 mà đã xây được nhà to 3 tầng rồi mọi người, căn nhà rộng mấy trăm mét vuông. Và sau này ấy, nhiều biến cố cũng là vì bà thương người nên là bà cứ cho, xong rồi bà bán rẻ đi đấy để cho người khác dựng nhà. Thế là đến cuối cùng đến đời các cháu thì cũng chẳng còn gì cả. Thế bà ngoại chồng mình hồi trẻ thì bà cũng là một bà đồng, bà là đồng nhất, bà còn tham gia đội tế của làng nên mình chắc chắn bà là đồng lâu năm. Khi mà đến cái ngày mà vợ chồng mình dọn, lúc mà bà mất ấy, thì có một cái căn phòng mà lúc nào khóa cửa làm kho ấy. Thì mãi đến lúc bà mất, vợ chồng mình mở căn phòng ra, rồi là dọn dẹp cái đồ đạc ở bên trong phòng ấy, thì có một cái hòm, cái dương quần áo. Khi mà mình mở cái dương quần áo ấy ra thì mình nhìn thấy khăn áo hầu ấy, đều là khăn áo hầu nhưng mà nó đã cũ mủn cả ra rồi. Thì lúc đấy vợ chồng mình mới biết là bà là đồng. Rồi là sau này khi mà có ý thức hơn một chút, tức là vợ chồng mình ngày xưa thì cũng không có biết gì về đồng bóng đâu, cách đây hơn 10 năm thì thật sự là cũng không biết gì cả. Nhà chồng mình thì lại là truyền thống theo Phật, mẹ chồng mình là đi tu mà, nên là từ bé thì cũng, mình thì từ bé là nhà mình sống trong một gia đình là vô thần vô thánh, nên là cũng không có biết gì đâu. Mãi sau này yêu anh chồng mình với cả lấy chồng thì mới gọi dạ như là hay đi chùa, mới hay biết lễ chùa thôi mọi người, chứ ngày xưa có biết gì đâu. Thế là sau khi mà bây giờ gọi là có ý thức biết một tí, thì xem những cái bức ảnh cũ ấy, thì biết ngày xưa bà mình thờ điện, bà với mẹ mình là thờ Phật, còn bà thì chắc là cũng có thỉnh những cái phó tượng mẫu về thờ đấy. Là nhà có điện mà, ngày xưa điện to luôn ấy, dài hết rồi. Thế là hồi nhỏ thì bố mẹ chồng mình đường ai nấy, hồi mà chồng mình còn bé đấy, thì bố mẹ chồng mình đường ai nấy đi rồi. Thế thành ra là nói về hoàn cảnh của chồng mình thì anh ấy sống cùng mẹ với bà ngoại. Thì một thời gian sau chồng mình lại có nhân duyên với cửa chùa. Thế là từ bé là mẹ chồng mình gửi chồng mình vào chùa để sống với các sư thầy, chứ chồng mình cũng không có ở với bà ngoại nữa. Nói với mẹ chồng mình ấy, thì bà là người phụ nữ tháo vát lắm, nói chung bà rất tốt bụng, mẹ còn biết chút nghề chữa bệnh cơ. Mẹ chồng mình biết chữa bệnh, cả đời mẹ chỉ đi làm công việc là xin công đức xây chùa này, rồi là mẹ có buôn bán cả bất động sản. Hồi đấy chả hiểu bà buôn bất động sản nào, xong rồi bà chữa bệnh, hay gọi là bà lang làng đấy. Cuối đời thì mẹ xuống tóc đi tu. Nói thật là không phải là mình tâng bốc hay là mình khen đâu. Khi mà mình có một cái người bố, người mẹ, thế là thế hệ đi trước ấy, sống rất là tốt, thì hàng xóm láng giềng ấy, người ta đều biết mà. Thế là mình biết được cái tâm đức của mẹ mình là thông qua những người còn sống, tức là hàng xóm láng giềng và những cái người đã được mẹ mình giúp đỡ, thì mình mới biết là tâm đức của bà như thế nào. Thế thì mà cũng không biết tại sao người tốt, chẳng hiểu sao thì thường ra đi sớm. Có lẽ vì đến duyên phận đón mẹ đi mất rồi. Thì mẹ chồng mình mất vì bạo bệnh năm chồng mình lên 12. Khi mà con gái duy nhất mất ấy, bà ngoại buồn lắm. Thì ngày đấy bà đến chùa, bà đón chồng mình về nuôi nấng, nên là đường tu của chồng mình giang dở. Hồi đấy mọi người cứ trêu là chú Đức hoàn tục. Chồng mình hồi bé trong chùa hay gọi là chú mà. Nhưng mà các thầy thì vẫn để cho để tóc, để mà đi học với các bạn bình thường. Và chồng mình thì ngày thường thì vẫn ăn chay nha, còn cuối tuần thì các thầy sẽ mua trứng hoặc là mua thịt cho,
để cho ăn. Chứ còn ở trên chùa của chồng mình ấy là các thầy là ăn chay trường, chứ các thầy không ăn thịt. Chỉ có các tiểu ở trong chùa đấy, như kiểu chồng mình đấy, hoặc là chồng mình hồi bé cũng kể là ở cùng anh thì cũng có mấy người nữa, cũng có mấy bạn nữa, cũng sàn sàn tuổi với anh, cũng có đứa bé tuổi hơn. Những đứa đấy là kiểu dạng như là cũng con của Phật tử đấy, nhưng mà kiểu khó nuôi quá nên là gửi lên chùa để các thầy trông giúp đấy, nuôi giúp đấy. Thì là hồi cứ đến cuối tuần thì các bác, các sư bác sẽ đi mua cho độ khoảng 1 lạng 2 lạng thịt cho trẻ con nó ăn để cho có chất, hoặc là cho ăn trứng. Chứ còn bình thường chỉ ăn chay thôi, ở chùa ăn gì thì ăn đấy. Thế là chồng mình cũng sống với các thầy khá nhiều năm. Anh kể là các thầy ni chăm sóc anh từ bé, và anh cũng thấy là anh có duyên với Phật Pháp. Thì 4 tuổi là anh bắt đầu tụng kinh, và bản thân anh là anh thuộc lòng rất nhiều kinh sách, các câu chú thì đều do mẹ dạy cả. Thì mình hay đi cúng cho các gia đình ấy. Ngày, nói thật là cái đợt mà mình bắt đầu mình đi, mình hay đi cúng cho các nhà đấy. Thì chồng mình còn trêu là có cần anh dạy gõ trống gõ chiêng không. Hồi bé ở chùa học gõ thông thạo luôn rồi. Mà các thầy tăng thì thích chồng mình lắm. Có rất nhiều thầy đại đức, các thầy trụ trì các chùa lớn ấy, là có ý ướm xin các thầy ni là bao giờ chờ cho chú nghĩa là gọi là chú tiểu đấy được 15 tuổi thì đón về chùa tăng để tu tập, và sau đủ nhân duyên nếu mà vẫn còn muốn đi theo con đường này thì xuống tóc. Nhưng mà chắc chồng mình nặng duyên trần với mình nên là không có đi tu được. Thế bây giờ mình ý trêu là anh cũng bắt tu hú. Mà nói thật mọi người, mình về làm dâu ấy thì đất nhà chồng mình dữ lắm. Trước thì mình có kể mọi người đấy là mẹ chồng mình thờ Phật tại gia, lập điện thờ rất là to. Mà nhìn những cái tấm ảnh là nhà mình thờ cả mẫu, thờ cả thánh. Sau khi mẹ mất thì không có ai hương khói cho bản điện nữa, nghĩa là không có ai hương khói cho cái điện thờ ấy nữa. Nên là bà cũng đành để người có duyên người ta đến người ta rước ngày đi hết. Nói thật là cũng không khác gì giải điện. Nên là có lẽ vì vậy mà bao nhiêu chuyện kỳ lạ cũng theo đó từ đấy mà đến. Mà mọi người biết ấy, Phật thì từ bi, nhưng mà thánh thì một ly cũng chấp. Thánh ở đây ấy, là các cái vị tỳ kheo theo ngài đó. Chúng sinh ở đây ấy, các vong ma nương nhờ cành cây ngọn cỏ xung quanh cửa ngài. Rồi là còn có cả tiếng kinh chú thì còn an. Vắng ngài, vắng tiếng kinh chú thì các bạn biết rồi đấy, tâm chúng sinh sẽ bất định. Mà lúc này lúc kia, Đức Phật từ hàng hà xa số vô lượng kiếp đều độ hết lớp này tới lớp khác, ngài chưa bao giờ dừng lại. Thế chồng mình mới kể là ngày xưa bà giàu lắm, bà ngoại chồng cũng giàu lắm, bà rất tốt với mọi người. Thì bà có một dãy nhà trọ cho thuê, ai mà khổ quá thì bà còn cho ở nhờ. Đã vậy bà còn không tính tiền điện tiền nước đâu, tức là bà cho ở nhờ luôn ấy. Nhưng cái mà bà mình mắc phải là bà rất độc mồm độc miệng. Mỗi lần bà chửi là bà lôi cả tông ti họ hàng người ta lên bà chửi. Không phải mình nói xấu gái Hà Nội xưa đâu, nhưng mà các bà ngày xưa ấy, nhiều bà mình gặp chửi bậy dã man luôn. Có bao nhiêu cái phụ khoa các bà văng ra hết. Nên các bạn ạ, mình nói như này, cái khẩu nghiệp ấy là cái nghiệp rất là nặng. Chồng mình thì ở nhà giàu có là thế, nó thức từ bé thế là giàu có. Nhưng mà chồng mình ở rất khổ, không sướng một tí nào cả. Bởi vì tính bà rất là tiết kiệm, tằn tiện. Hồi mà đón chồng mình về ấy, mọi người biết là trẻ nhỏ tuổi phát triển thì cũng không có được ăn uống gì, bà có cho ăn gì đâu. Bà mỗi lợt nhá là bà làm một ít gân bò xoăn tít ạ, rồi là mấy lạng chả kho thật mặn để ăn cả một tuần. Mà có tuần ấy, chỉ có rau muống ăn với cà thôi. Dần dần không biết có phải do bà buồn vì con mất hay không, hay là do phần âm, mà bà ngoại chồng mình á lẫn. Lúc này bạn bà bắt đầu lẫn, mà thời điểm đấy bà mới có đâu đấy độ khoảng hơn 60 gần 70 thôi. Thế chồng mình mới kể là ngày đầu tiên á là thấy bà như vậy là lúc mà anh đi học về. Bà ngồi ở hiên nhà, trời thì sập tối rồi. Thì anh ấy kể là lần đầu tiên anh thấy ấy, là bà kê hai cái ghế ở trước hiên nha. Bà ngồi một cái, còn một cái ghế thì bà để trống. Bà mới quay mặt lại chỗ cái ghế trống. Mà mọi người biết cái kiểu chúng mình nói chuyện không? Không, cái kiểu nói chuyện các cụ ngày xưa ấy, kiểu khách sáo ấy. Thế sau khi nói một câu là dừng lại lắng nghe người kia nói hết, rồi mình mới nói tiếp á. Ôi dồi ôi, bà nói chuyện như vậy đấy mọi người, mà nói đúng kiểu câu chuyện có nội dung luôn ấy. Thế chồng mình lúc này cũng thấy hơi sợ sợ rồi, nhưng nói thật anh không nghĩ gì nhiều đâu.
Rồi bà cứ như thế. Thời gian đầu thì thưa, thời gian sau ấy, cái sự việc đấy nó bắt đầu nó dày đặc hơn. Tuy nhiên là bà vẫn rất là nhớ mọi việc, bà nhớ được tên các cháu. Mãi đến sau này khi mình học lớp 11 là mình bắt đầu mình yêu anh xã nhà mình. Ngôi nhà to của anh thì anh bán đi rồi, để tiền chuyển đổi tất cả đất vườn, chỗ dãy trọ còn lại sang đất thổ cư. Mọi người biết là cái trò mà chuyển từ cái đất nông nghiệp sang đất thổ cư nó đắt tiền như thế nào ấy, nó ngang bằng cả một giá trị ngôi nhà luôn ấy. Đã thế cái nhà, khu nhà chồng mình ấy lại nằm trong diện quy hoạch nha mọi người. Diện quy hoạch, mình nhấn mạnh diện quy hoạch. Thế là hai bà cháu sang vườn ở thôi. Và mỗi căn trên đất là một người cháu họ của bà nó chiếm, nó xin ở nhờ. Đầu tiên nó xin ở nhờ, sau đấy nó ngang nhiên nó chiếm dọc, nó chiếm đất đấy luôn. Lúc này thì bệnh tình của bà bắt đầu nặng hơn. Nói thật là đất quá dữ. Mình nhớ là ngày mình yêu anh ấy, anh hay dẫn mình về nhà chơi. Mình còn nhớ rất là rõ là bà thường ngồi một mình. Lúc ở trên giường, lúc thì bà đứng ở cái gương treo trước cửa nhà ấy, mà bà chỉ nói chuyện một ai đó, mà nói thật là không một ai nhìn thấy nha. Và nói những câu chuyện rất là bình thường, kiểu như này thôi. Hôm nay chị ăn cái gì? Để em nấu cơm. Hay là nhà còn gạo không? Hoặc là bà sẽ hỏi là hôm nay chị đi đâu đấy? Sao hôm nay mãi chị mới về? Cứ nói chuyện với một cái bà chị nào đấy mà thật sự là mình không có nhìn thấy bà chị là ai. Thế nói chung ấy, nếu ai không biết thì rất sợ. Và nói thật mình không ngoại lệ, mình sợ lắm. Mình cảm giác như bà có rất nhiều tính cách và nhiều con người tồn tại trong bà ấy. Nhưng mà thôi mọi người ạ, vì tình yêu mà, mình yêu chồng mình mà. Thế là mình vượt qua hết, mình vượt qua tất cả. Chồng mình cũng kể là ngày xưa hồi mẹ còn sống ấy, lúc anh còn bé, chỗ nhà này là có một cái cây đu đủ mọc trơ trọi. Và không hiểu sao ấy, đêm nào 4 giờ sáng mẹ dậy đi hái rau muống thì cũng nghe văng vẳng cái tiếng mẹ hát ru con. Nên là chứng tỏ cái đất ở đây nó rất là dữ, nó rất là dữ chứ không phải là bình thường đâu. Và ngày mà mình lấy chồng ấy, mình về sống ở trên đất cũng thấy bình thường lắm. Chỉ có vài lần là mình bị bóng đè thôi. Nhưng mà mình nghĩ là cũng có thể là do mình mệt quá, hoặc là do đầu óc mình căng thẳng quá thôi, chứ mình cũng không có nghĩ gì nhiều đâu. Nhưng mà cái tần suất bà lẫn ngày càng nặng. Bà đêm không ngủ mà bà cứ dậy mà bật tắt bóng đèn thôi. Bà vào nhà vệ sinh bà xả nước cứ ngập linh láng cả nhà ấy. Và có những ngày bà nhân cái lúc mọi người không để ý là bà mở cửa để bà đi lang thang. Thế chồng mình ngày đấy thì chồng mình làm nghề mộc, cũng không có thể theo sát bà hàng ngày được, tại vì là còn phải đi làm kiếm tiền chứ. Thế cái việc chăm sóc một cụ bà bị lẫn, từ việc cho ăn, tắm, giặt, nó rất vất vả rồi. Hàng xóm lại biết là anh ấy sắp lấy vợ thì cứ sang động viên. Bà là thôi, hay là mày gửi bà viện dưỡng lão đi, có tốn kém tiền bạc thì mỗi người góp. Nói chung là hàng xóm họ cũng tốt lắm, họ bảo là có tốn kém tiền bạc thì các cô các chú trong tổ dân phố ấy góp, mỗi người giúp ít. Tại vì đến cái lúc mà mình yêu chồng mình thì chồng mình không còn gì, nói chung là cũng chả có gì, hai bàn tay trắng mà. Thế biết là thương bà lắm, nhưng bà lẫn nặng quá rồi, với cả không thể chăm sóc được, nên là gánh nặng bắt đầu đổ dồn lên vai. Mình nói thật, cái chi phí trong viện dưỡng lão nó rất là nhiều. Nhưng rồi chồng mình cũng đành phải gửi bà vào để ở trong viện ấy, nó có điều kiện chăm sóc y tế tốt hơn. Và cái ngày mình về nhà chồng thì nói thật, hai vợ chồng đúng 4 bàn tay trắng và rất là nhiều gánh nặng trên vai, rất là khổ. Và cũng đội ơn cửa thánh. Có lẽ là mình được như ngày hôm nay ngồi đây là Ngài cứu mình và Ngài vực cho mình được như này. Thật sự luôn ấy. Thì nói luôn là mình đang học đại học sư phạm năm 2. Thì mình thôi thì bác sĩ bảo cưới thì mình cưới thôi. Thì mình sinh em bé đầu lòng được 1 tháng rưỡi. Thì chồng mình cũng biết là cái người hợp tác làm ăn chung với anh ấy là bị con mụi nó lừa. Thế vợ chồng mình mất rất nhiều tiền, mất gần 1 tỷ cuối cùng. Cái tiền bán cái căn nhà to của chồng mình ấy thì mình cũng không nhớ bán được bao nhiêu, nhưng mà chuyển đổi cái chỗ mà đất ở ấy, cái chỗ mà đất vườn ấy sang đất ở ấy, nó mất đến vài tỷ rồi. Thì chồng mình còn đâu đấy độ khoảng 1 tỷ thì làm ăn chung với cả một bà. Con mụ này sinh năm 74. Với một bà với một ông nữa, một ông xem 80, bà xem 74. Thế là làm xong thì lấy được, đẻ thằng lớn nhà mình được 1 tháng rưỡi thì biết là bị lừa. Vợ chồng mình mất gần 1 tỷ cuối cùng của cái tiền bán căn nhà cũ ấy.
Thế chồng dồn hết cho làm ăn mà. Thế lần này thì trắng tay thật sự rồi. Thế bao nhiêu vốn liếng đổ dồn hết cả vào. Thế mình nuôi con thời gian đầu nó vất vả lắm. Mọi người biết, trẻ con mà. Ngày nó ngủ đêm nó thức. May là em bé nhà mình, chính ra thằng lớn nhà mình nó khá là ngoan. Nó chỉ thức chơi đến sáng chứ nó không khóc như đứa khác. Mà mình nhớ cái ngày đấy tiền mừng đầy tháng ấy, cứ tiêu dần tiêu mòn. Và tiêu đến nỗi mà còn độ có hơn 1 triệu bạc thôi. Thế lúc này chẳng biết khóc ai. Mình thì lấy chồng sớm. Bố mẹ nói thật đến thời điểm đấy là còn chưa báo hiếu được bố mẹ một cái gì, thì làm sao mà dám ngửa tay xin tiền. Và nói thật là bố mẹ mình còn nuôi em gái mình, gia cảnh nhà mình không phải là giàu có. Nói thật là gia cảnh nhà mình có phần còn gọi là khó khăn đấy, chứ không phải giàu có đâu mọi người. Thế mình mới lên mạng, mình quyết định là mình khởi nghiệp. Mình bán những cái túi order Trung Quốc ấy. Nên là mình cũng không giấu, ngày xưa mình bán túi fake mà. Mỗi cái thì mình lãi được 15.000. Và cũng chắc là do trời thương, gia tiên phù hộ, thì mình nhập sẵn có vài cái thôi, để khách tới họ xem. Họ tới xem ưng quá thì họ mới đặt cọc tiền để họ lấy về họ bán xỉ. Tức là mình đổ xỉ cho người ta ấy. Họ đi xem mẫu thôi. Cứ thế chuyến đầu ấy mình bán được 200 cái. Mình không hiểu sao lần đầu mình khởi nghiệp mình may mắn như thế, mình bán được 200 cái nha. Thế mình ngày ngủ được có 1-2 tiếng thôi. Còn lại là vừa trông con mình vừa bán hàng. Vợ chồng cứ thay phiên nhau làm. Tằn tiện mỗi tháng, trừ hết tất cả các chi phí, lo viện phí cho bà và nuôi cậu em chồng. Chồng mình còn một cậu em cùng cha khác mẹ nữa. Mà khi mà bố chồng mình mất ấy, thì mọi trách nhiệm gánh nặng nuôi thằng bé đấy là đổ hết lên vai chồng mình. Mà mình là vợ thì mình không thể thoát được. Thế hai vợ chồng làm chung ăn chung mà, nên làm lo cho nó. Trừ hết tất cả các chi phí đi thì một tháng vợ chồng mình có độ khoảng 5-7 triệu để duy trì cuộc sống. Vào những năm đấy là năm 2014. Đây là mình kể thật, cuộc đời mình kể thật. Hồi đấy ai nhớ mình ấy thì biết là mình rất là gầy. Bây giờ là mình phải nặng hơn, tầm hồi đấy phải 10 mấy cân. Bây giờ là mình độ khoảng đầu năm đít chơi vơi. Còn hồi đấy mình có đúng 43-45 cân thôi. Mà nhà mình ở trong cái ngõ rất là to đẹp. Mình nhớ luôn ngày xưa mình trên đường Hóa Thám. Xung quanh toàn biệt thự thôi. Có mỗi nhà mình là nhà cấp 4 lục sụp thôi. Thì khách vào mua hàng còn tưởng là mình đi thuê trọ mà. Những bạn nào mà mua hàng của mình từ những cái năm 2014 ấy, chắc mọi người nhớ đúng không? 2014, 2015, 2015 ấy. Thì hồi đấy em bé được 5 tháng, ngoan và bớt quấy hơn. Thì hai vợ chồng lúc đấy bàn nhau, thế này cho tiết kiệm này, khổ nức nỗi như này, thì 4 giờ sáng là con nó sẽ đi ngủ, thì vợ chồng mình sẽ ngủ theo. 7 giờ sáng thì thằng bé nó sẽ dậy, thì vợ chồng mình sẽ cho nó một bình sữa. Rồi là ngủ cùng con đến 10 giờ dậy ăn trưa luôn để tiết kiệm. Tức là bỏ luôn bữa ăn sáng, không ăn nữa. Và ngày chỉ ăn có 2 bữa thôi. Và rồi hai vợ chồng lại rong ruổi nhau cùng em bé đi ship hàng. Mỗi lần đi ship về được khoảng 20-25 nghìn tiền ship ạ, bù vào cái lãi đấy. Thế lấy công làm lãi. Và cũng may là trời rất thương vợ chồng mình, càng ngày càng làm ăn được. Thế chồng mình mới bàn là thôi bán xe đi để mở cửa hàng. Xe máy ấy, làm ăn khấm khá. Thì mình mới nghe mọi người đồn nhau. Mọi người bảo là ở phủ Tây Hồ thiêng lắm, đến lễ đi mà xin làm ăn. Thế là hai vợ chồng cũng bế con đi lễ. Vì là để nó ở nhà thì nói thật là không có ai trông. Thế vợ chồng mình hồi đấy mình nhớ nhá, đợt đấy mình đi phủ nhá, mình đi mấy vòng mình không tìm được phủ ở đâu. Mà sau mới biết là có khi người nhà linh thiêng ấy che mắt để vợ chồng mình không đi được. Cho nên là hôm đấy mình nhớ là mình mở chị Google lên, mình đi đến 3 vòng liền, cứ quay ở vị trí cũ thôi. Mà hồi đấy là thằng lớn nhà mình, thằng gấu mèo, nó mới có 5-6 tháng thôi. Mình thì bế nó trên tay, nó ra đường là nó ngủ mà. Cứ bế nó trên tay ra đường nó ngủ. Thì lúc đi đường mình lạc ấy, mình mới lẩm nhẩm trong đầu mình nghĩ như này: thôi con lạy các ngài đấy, con nhất tâm xin các ngài cho con tới được nơi. Mà thật sự là hồi đấy cũng không biết phủ Tây Hồ là thờ ngày nào. Chắc là thánh ngài nghe thấy thật. Thì khi mà mình khấn xong ấy thì tự nhiên mình tới được cửa phủ. Mình bảo với chồng là: anh ạ, em ở ngoài em bế con, anh vào trong anh lễ đi, xong rồi mình đi về. Con nó đang ngủ, vào trong đông em sợ con dậy mất. Thế mình bảo với chồng mình như thế. Thế là chồng mình vào lễ xong xuôi thì hai vợ chồng mình mới lóc cóc về nhà. Thì ôi thôi mọi người ạ, đúng là ác mộng. Thằng bé con nhà mình nhá, nó khóc đêm nguyên đúng 7 ngày từ cái ngày hôm mình đi lễ. Mà cứ đến 12 giờ đêm là nó ré lên nó khóc.
bình thường thằng này nó thức nhưng mà nó không khóc đâu, nó rất là ngoan. Chỉ cần bật một ngọn đèn xong rồi là thò cái mặt vào cho nó nhìn thấy mặt mình này thì không bao giờ nó khóc. Thế mà không hiểu sao đấy, mình bế nó đi lễ đi về mà nó khóc nguyên đúng 7 ngày. Các bạn nào mà cho con bé quá đi lễ đền lễ chùa nhá, hoặc là bị phải vía dữ ấy, thì mọi người nghe câu chuyện này mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người. Tại vì hôm nay mình có một bạn nhắn tin cho mình là em bé đi chúc Tết xong rồi về cứ khóc rồi là bị phải vía đấy. Thế con khóc nhiều thế mình sợ lắm. Cái lúc đấy mình trẻ mà, mình có hai mấy tuổi, mình không biết cái gì cả, mình mới lên mạng mình hỏi tùm lum cả. Thế may sao có người mách cho, có người người ta tốt, người ta mách, người ta nói như này. Thôi chết rồi, con bé thế sao lại cho đi lễ sớm vậy, chẳng may nó bị bắt vía nó khóc thế thì sao. Thế bây giờ mau đến lại cái chốn đấy, mang cái áo của con tới mà xin chuộc vía của con về đi. Đấy, thế là vợ chồng mình mới gửi con cho bà ngoại, rồi hai đứa lại lóc cóc lên phủ xin vía con về, mà cầm đúng một cái áo của nó lên phủ nhá, sắm một cái lễ đi vào trong ban công đồng với bác chính ấy xin. Là không biết là em bé nhà con có phạm cái gì mà lên đây, hay là bị thế nào mà phạm phải cửa ngài thì ngài xá cho con. Thế hôm nay con có cái áo của nó, con mang lên, họ tên nó như thế này, thế con xin chuộc vía của cái út này nhà con về. Thế mà sợ lắm, lên xin vía về một cái tự nhiên nó ngoan nha, hết khóc luôn. Và chuyện này thì đây là cái chuyện mình cảm thấy nó rất kỳ lạ, và lần đầu tiên mà mình biết cửa thánh hóa ra là ngài thần kỳ như thế. Thế vợ chồng mình trải qua thật nhiều biến cố, và cuối cùng con hơn 6 tháng thì cũng bàn nhau bán xe đi để mở cửa hàng. Đố có ai như vợ chồng mình không? Vợ chồng mình mới mua lại một cái xe máy cũ để đi lại. Thế đêm đêm mình cứ đặt hàng, rồi chồng đi lấy hàng. Hai vợ chồng mình bắt đầu rất là đông khách. Và trộm vía là thằng lớn nhà mình nó rất ngoan. Thằng ấy nó trộm vía nó như củ khoai, nó không ốm đau gì, nó cứ tự chơi thôi, tự ngủ tự ăn. Mà nó tròn trịa, ngoan ngoãn, mà nó cứ lăn lông lốc như củ khoai ấy. Khách đến ai cũng thích, ai cũng yêu. Mà công nhận là đẻ là đứa con đúng như ông thần tài. Và khi em bé được 13 tháng thì mình gửi con cho bà ngoại, và rồi là hai vợ chồng mình tìm đường đi buôn hàng Trung Quốc. Vài chuyến đầu thuận lợi lắm. Hồi đấy thì mình còn đi vay vốn cơ, là 100 triệu. Chỉ 3 tháng là mình trả được luôn cả gốc cả lãi rồi. Vợ chồng mình thì cũng không dám nhận là giỏi hay gì. Vợ chồng mình thực ra là chỉ là chăm chỉ và gặp thời thôi. Mình phải mình nói thật đấy, có đúng một thứ mà mình tự hào về bản thân, đấy là mình rất chăm chỉ. Mình và chồng rất chăm chỉ, hai vợ chồng. Và quan trọng là đúng là phải đồng vợ đồng chồng thì tát biển đông cũng cạn, tức phải đồng lòng. Chứ còn nếu mà một người xây một người phá thì kể cả bạn có chăm chỉ đến mấy cũng không bao giờ bạn có thể xây dựng được một gia đình. Cho nên là lấy chồng đúng như một canh bạc. Mình cũng phải công nhận là ngày đấy là mình còn nói dối bố mẹ là kinh tế của chồng mình vững thì bố mẹ mình mới yên tâm để cho mình lấy. Nhưng mà thực tế là hai vợ chồng chả có gì cả, ngoài bốn bàn tay trắng, mình nói mọi người đấy. Rồi là khổ cũng không dám nói bố mẹ, nhịn ăn sáng không có bao giờ dám nói bố mẹ một câu nào, tại vì sợ bố mẹ lo hơn. Thật sự chỉ có tự mình làm, tự mình ăn thôi. Nói chung là hồi đấy khổ thật, vất vả nhưng mà rất là vui. Vợ chồng với nhau đồng lòng mà. Trộm vía thằng lớn thì nó cũng xinh xắn khôn ngoan. Cuộc đời mình chuyển sang những ngày bớt vất vả hơn một chút, thì cũng may mắn là đủ ăn với trang trải, mình không bị bữa đói bữa no trước nữa. Thì đến cái lúc này đây, sóng gió nó mới thật sự nó ập đến. Và mình nghe như sét đánh ngang tai, sức khỏe của bà ngoại càng ngày càng yếu dần. Và cái xe máy trước là tiêu bằng tiền bán nhà to của bà nhá. Thì vợ chồng mình bán đi đổi xe dư ra là 30 triệu làm vốn. Tức là vợ chồng mình bán cái xe cũ đi để mình đổi sang cái xe rẻ thôi, đi cái xe lởm lởm thôi, để còn dư tiền ra để mà làm vốn mà. Sau đấy đi vay mượn thêm để nhập hàng. Thì chi phí mỗi tháng viện phí của bà là 20 triệu. Nói luôn là 20 triệu. Cả thuốc men rồi bỉm. Bà yếu độ là bà phải vào phòng chăm sóc đặc biệt ấy, nên là tiền nó cứ đội lên thôi. Vợ chồng mình nói thật là ong cả đầu, miệng ăn núi lở mà. Vất vả ki cóp lắm, nhưng mà làm sao mà lại với cái thu nhập hiện tại. Chưa kể mình ở trên đất rất là khổ, vì là những cái đứa cháu họ của bà ấy, chúng nó chiếm nhà, mỗi người một phòng. Mặc dù nha, sổ đỏ đứng tên chồng mình rồi, nhưng mà hồi đấy vợ chồng mình quá trẻ, có hai mươi mấy tuổi, nên là toàn bị những cái người đấy người ta bắt nạt, mà không ông chú ông bác nào ông chịu ông nhả.
cái căn phòng của ông ra cả. Ông cứ chiếm ngang nhiên, ông dựng nhà ông ở trên đất nhà mình thôi. Mà nhà cấp 4 thì xuống cấp, mối sông quanh nhà. Cứ đến ngày mưa ấy là trên nóc rột. Hồi đấy khổ độ là có bao nhiêu xô chậu ông nhà ấy là vợ chồng mình mang ra hứng hứng nước mưa ấy, cứ tháng 7 ấy, tháng âu đấy. Mà mưa suốt đêm. Mưa cái là nhà nước cứ lênh láng. Mùa hè thì nóng, vì nhà xây tạm chỉ có lợp mái tôn thôi mọi người. Đã thế các ông chú bác nhà chồng thì o ép. Họ còn tởm đến độ là ngang nhiên cho người khác thuê nhà của bọn mình để lấy tiền trên đất nhà mình cơ mà. Thế là chồng mình quyết là phải bán nhà thôi, tại vì con cũng cần có không gian để lớn. Hai vợ chồng ở mãi thế này không được. Thôi thì mình xin lỗi các bạn làm công an chân chính ở đây nhá, mình xin lỗi nhá. Nhờ vợ chồng mình đến khổ với các ông chính quyền, khổ cực kỳ luôn. Các ông ấy là như thế này này, sẽ có bạn hỏi là tại sao mà nhà khổ như thế mà lại không nhờ chính quyền. Nhưng mà các ông chính quyền ở khu mình bây giờ thì các anh ấy không thế, nhưng mà các ông ở thế hệ cũ ấy thật sự là rất mất dạy. Mất dạy một cách kinh khủng luôn. Thấy nhà nhiều đất mà, nhưng mà chồng mình thì thân cô thế cô, không bố không mẹ. Bà thì trong viện bắt nạt đủ được. Lúc thì gọi chồng mình đi nghĩa vụ, trong khi con còn nhỏ, bà thì ốm nằm viện, rồi là còn phải chạy nghĩa vụ mọi người, gần 10 triệu. Khi thì biết nhà mình đang bán, dẫn hết người này người kia vào ép giá nhà mình. Sau đến môi giới, định ăn chia chênh lệch lên mà. Nhưng mà chắc mẹ chồng mình thiêng lắm. Bà mẹ chồng mình rất thiêng, không đứa nào sơ múi được gì cả. Thế nhà mình bán mãi không ai mua. Thế ông chú ông bác chiếm nhà thì gây khó dễ. Thế hôm đợt đấy thì có một lão ở trên ủy ban vào gạ gẫm nhà mình. Gạ như này: thôi chúng mày khó khăn đấy, thì bán cho chú 30 triệu một mét nhá. Sau đấy hai đứa đi tìm nhà dần đi, rồi tháng nữa chú vào chú cọc nhà luôn. Bọn tao ở đây rồi thì mấy thằng chú thằng bác của mày tao cưỡng chế là đi hết. Chứ chúng mày bán cho người bình thường ấy, cái đất này trong diện quy hoạch ấy, lại còn tranh chấp à. Tao nói thật nhá, người ta biết tranh chấp không ai người ta mua đâu. Kể cả là đứng tên sổ chồng mày luôn, không ai dám mua ngoài bọn chú đâu. Mày bán cho chú được ít tiền thôi, nhưng mà hai vợ chồng mua căn chung cư nào ấy mà vợ ở cho nó đổi vận. Cái lão ở trên ủy ban nói đúng như thế với nhà mình. Xong rồi ông bảo là: chứ giờ mày mà om đất á cũng chả để làm gì đâu. Cái nói thật ấy là vợ chồng mình sống trong cái cảnh đấy, nói thật mọi người là chán lắm rồi, chán lắm luôn ấy, chỉ muốn đổi nhà thôi. Mà cái tay này so với mấy tay ở phường ấy thì nói thật là cũng tốt nhất rồi. Nghĩa vụ quân sự thì cũng nhờ hắn giúp. Nên là chú nói vậy, nói thật là vợ chồng mình cũng dục dịch tìm nhà. Tìm nhà trong khoảng 3 tỷ quay đầu. Nghĩ hai vợ chồng còn trẻ, nói thật đùa đấy mình ngố thật sự luôn, ngố. Mà vội vàng, có bố mẹ cũng không kiểu tham khảo, không hỏi ấy. Cứ để bị cho mấy cái ông công xoay vòng vòng, mấy ông trên ủy ban cũng xoay vòng vòng luôn. Thời gian đấy mình gặp biến cố lớn vô cùng. Mình kể mọi người đúng mất sạch sành xanh được manh áo đỏ. Chẳng hiểu sao mình bị người ta hack tài khoản ngân hàng. Mình bị lộ thông tin, không hiểu lộ thông tin kiểu gì. Ngày xưa cách đây hơn chục năm ấy, nó có cái trò qua cái đường link gọi là người bạn bè gửi cái đường link gì ấy, xong rồi là nhờ cái này nhờ cái kia ấy, hoặc là mua hàng ấy mọi người. Khách hàng mua hàng ấy, xong nó bảo là nhập mà vào đây để sẽ có người ngân hàng gọi cho em, xong rồi là bên chị chuyển tiền ấy. Đợt đấy là mình bị lừa bởi cái này đấy. Mình bị hack mất tài khoản ngân hàng 50 triệu. Mà hồi mà chúng nó có trò lừa mua hàng đấy, mình bị hack hết cả thông tin cá nhân, hack sạch tiền trong tài khoản. Mà mọi người biết nhá, cách đây hơn 10 năm với 50 triệu, thời điểm ấy nó rất là to. Mình bàng hoàng luôn, mình khóc cạn nước mắt. Mình đi trình báo công an mà không được gì. Ngân hàng cũng không giải quyết đâu mọi người ạ. Họ không hỗ trợ một cái gì luôn ấy. Mình vừa mất 50 triệu. Thì vợ chồng mình lại càng bị cái ông chú mua nhà ông dục, cái thằng cha chủ ủy ban nó dục. Nó hứa luôn là tuần sau chú rút sổ tiết kiệm rồi, chú làm thủ tục mua bán luôn, chú mày tìm nhà luôn đi, đi tìm luôn đi. Thế là hai vợ chồng mình cầm 50 triệu nữa để đi đặt cọc nhà đường láng. Nói thật lúc đấy không còn bao nhiêu tiền đâu, vợ chồng mình chỉ có hơn 100 triệu thôi. Mất 50 triệu rồi, còn có mấy chục để duy trì, thì cũng cầm 50 triệu đi đặt cọc nhà đường láng, tìm được một căn. Thì đến ngày hẹn, thằng cha mua nhà cứ khất lần khất lượt hứa. Thì vợ chồng mình đã lỡ cọc mua cái nhà mới rồi. Bây giờ nếu không có ai mua nhà thì nói thật với mọi người, mình lấy đâu ra tiền để mình mua căn nhà mới. Đến lúc này là mình không biết bấu víu vào đâu nữa rồi.
thì mình mới đi gọi hồn mẹ chồng mình lên xem tình hình như thế nào. Thì mình đi đến nhà một cô để gọi hồn thử xem. Cô này nổi tiếng ấy, chắc mọi người cũng biết. Nhưng mà gọi hồn được thôi, chứ còn cô xem bói không hay nha. Cô xem bói không đúng tí nào hết. Thế vợ chồng mình mới đến, chờ mãi mới tới lượt. Điện nhà cô ấy thì bé bé thôi, nhưng mà hình như thờ cả cậu bé đại gia. Cô này nổi tiếng hồi đấy lắm, chắc bây giờ vẫn nổi tiếng á. Thì nói chung là như mình nói đấy, gọi hồn thì rất chuẩn, nhưng mà xem bói thì không đúng. Cô này cô xem bói bài, nhưng mà gọi hồn thì cũng không phải cô ấy gọi, mà là một ông pháp sư ở đấy, ông ấy gọi. Gọi hồn dã man thật, gọi hồn chuẩn luôn. Lúc mà ngồi chờ mấy nhà tới trước ấy, thì mình mới quan sát ở trong điện hồi rất là lâu, mà không hiểu sao mình đau đầu lắm mọi người ạ. Đầu óc mình cứ quay cuồng như ở trên mây ấy. Ở chỗ đó thầy toàn áp vong vào người nhà thôi, chứ không có áp vong vào cô đồng đâu nha. Mình còn nhớ cái ngày hôm đấy có hai gia đình tới trước gia đình mình để cho con cháu vào làm ghế, tức là để vào làm để cho các cụ về nhập vào ấy. Mà mãi các cụ không nhập được vào ai. Chỉ thấy những cái người đấy ngồi ở giữa xong cứ lắc lư mắt nhắm đảo liên tục như thế này này. Mà mãi không thấy vong lên nói được gì. Thế là thầy pháp mới nhìn một lượt rồi chỉ vào mình hỏi là cháu sinh năm bao nhiêu đấy. Thế mình cũng ấp úng mình trả lời. Ông thầy bắt đầu ông ấy xòe tay ra ông bấm bấm cái gì đấy. Thế ông này ông mới tiếp lời, ông bảo là ờ đúng rồi, tuổi này của mày thì được, mệnh này được này. Cháu cho người nhà người ta mượn xác cháu một tí nhé. Ông thầy cũng nói mình như thế. Đây là đi làm phúc cho người cháu ạ, không sợ đâu, cháu ngồi thử vào đây đi. Thế ông mới cho mình vào ngồi giữa. Thế lúc này thì mình kiểu ngu ngơ, mình ngáo ấy, mình không biết một cái gì. Mình mới ngồi vào để mình làm cái ghế mọi người ạ. Mọi người ơi, mọi người đừng comment là cô nào nhá, để tránh cho người ta. Mọi người biết trong lòng thôi. Những câu chuyện như này mình cũng không muốn public tên của những cái người vào đâu mọi người. Mọi người giúp mình nhá. Và thế ấy, là bắt đầu ông thầy ông gõ cái chuông keng 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 keng, xong rồi ông đọc cái câu thần chú gì đấy mà mình nghe nó không rõ nữa. Thì lúc này cơ thể mình bắt đầu mình mất kiểm soát. Mà cái lần đầu mà vong nó vào người ấy, mọi người biết thế nào không? Mình thấy các cơ trên người mình nó cứng đờ luôn. Người mình cứ đảo liên tục mà nó tự đảo nha. Và thế là mình cứ òa khóc lên như một đứa trẻ con ấy, cứ thế mà khóc đấy, không thể dừng lại được. Rồi mình nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt một ai đấy. Lúc ấy mắt nhắm mà không nhìn gì, có nhìn gì đâu. Và sau đấy mình cứ tự nói rất là nhiều, mồm mình cứ tự nói ra này, cứ như là có ai đấy thôi thúc trong đầu là mình phải nói những cái câu đấy ra ấy mọi người. Sợ lắm mà nói vanh vách về những cái tên rất là lạ, những cái câu chuyện trong nhà người ta. Mắt thì nhắm tịt nhá, mà tay cứ chỉ từng người như này này. Người nhà đấy còn chạy đến ôm lấy mình rồi khóc mà. Thế sau khi vong ốp thì mình nói hết cho người nhà. Thì tới một hai, thì tới một cái nhà thứ hai ấy, người ta mượn xác người ta nhập vào mình tiếp. Thì lúc nhập là mình cảm nhận được cái người mà ngồi vào mình là một cụ già, già lắm. Có biết người ta bị bệnh phổi không? Mà người ta cứ thế này này, kiểu hổn hển không thở được ấy, nói mãi không được. Thế khi xong việc ấy thì hai nhà đấy đều ở lại nắm tay và cảm ơn mình rối rít. Rồi là quay ra bảo với cả thầy pháp ấy là ôi thầy ơi đúng lắm thầy ạ. Đúng người nhà cháu rồi, đúng người nhà con rồi. Vì nói toàn được ra những cái việc mà chỉ có người trong nhà mới biết thôi. Thế lúc này người mình nặng trĩu mệt kinh khủng. Và cuối cùng thì cũng đến lượt nhà mình. Và mọi người biết không, trong cái tiếng chuông leng keng của thầy ấy, và cái mùi hương trầm nó xộc vào mũi, thì cơ thể mình bắt đầu đảo một lần nữa. Và mình còn cảm nhận được lúc đấy cái con ngươi mắt của mình đảo rất là nhanh. Còn mắt thì lúc này là nhắm nghiền. Và mình còn nghe văng vẳng bên tai cái tiếng của thầy là hỡi các vong linh, xếp hàng thẳng lối nghe thầy mời gọi. Rồi là thầy còn nói là vong linh gia tiên nhà họ Nguyễn, bà Nguyễn Thị Bê hiển linh nhập hồn, tức là gọi tên mẹ chồng mình đấy. Cứ nói thế, vong linh gia tiên nhà họ Bùi, tức là họ nhà mình, hiển linh nhập hồn. Và rồi những cái câu chuyện tiếp theo nó xảy ra như thế nào thì mình sẽ xin hẹn mọi người vào ngày thứ ba lúc 21 giờ trên kênh TikTok Cô Bé Hà Nội vào tuần sau nha. Câu chuyện này dài quá rồi. Bình thường ấy mình sẽ không kể chuyện qua 10 giờ đâu, nhưng mà ngày hôm nay mình kể dài quá rồi, kể sâu quá rồi mọi người ạ. Đó.
Đang cuốn thì ngày thứ ba mọi người đừng quên cái buổi livestream của mình nha. Hôm nay chắc mọi người là đi đi chúc Tết đúng không? Mọi người đi club này, đi chúc Tết, đi chơi bạn bè, đi cà phê, đi hẹn hò đúng không? Đi date đúng không? Ngày Tết đúng không? Cho nên là mình không thấy mọi người online mấy luôn á. Câu chuyện còn dài lắm, cái câu chuyện nhân duyên của đồng nhân của mình chắc là nó phải đến lê thê mấy phần nữa cơ mọi người ơi. Ồ, mà tình hình là điện thoại mình sắp hết pin nha mọi người. Thứ năm mình có like nha, thứ năm là mình sẽ kể chuyện bình thường nha. Mình sẽ kể chuyện tâm linh tứ phủ, tức là bộ nhân duyên của đồng nhân ấy, là mình kể vào ngày thứ ba hàng tuần lúc 21 giờ. Và mình kể chuyện tâm linh bình thường, những cái câu chuyện của các tác giả hoặc là những cái câu chuyện ma có thật trải nghiệm mà các thính giả gửi về cho mình, là mình sẽ kể vào 21 giờ ngày thứ năm hàng tuần trên kênh TikTok Cô Bé Hà Nội và kênh TikTok Tĩnh Vân Các nha. Ờ, hôm nay đúng rồi, lại nói vụ lì xì. Mình định là kể sớm sớm là mình lì xì mọi người, nhưng mà hôm nay mình phải hỏi mọi người một cái điều như này là mọi người ơi, mình có đọc chính sách của TikTok. Mình sợ là mình lì xì như thế này á thì nó vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, nên là mình sợ bị bay kênh lắm. Nên mình muốn hỏi mọi người là như này. Thật ra là mình muốn gửi tặng mọi người một chút chút đầu năm thôi, nhưng mình sợ là mình đọc các cái con số ra ấy, mọi người hiểu không? Mình đọc các con số ấy thì họ nói rằng là mình tiết lộ thông tin cá nhân và họ sẽ đánh vi phạm của TikTok. Thì đã có bạn nào mà làm về TikTok kiểu dạng như là hỗ trợ hoặc làm admin các kiểu ấy, thì các bạn biết thì các bạn có thể cho mình hỏi là nếu mà mình làm như vậy thì mình có bị đánh vi phạm và bị bay kênh hay không. Nói thật là cái kênh này mình xây dựng thời gian cũng phải từ năm 2020 đến giờ, nó rất lâu rồi, 4 năm rồi. Nó là công sức, nó là tiền bạc. Nói thật với mọi người, nó là một cái tài sản chứ không phải đơn giản chỉ làm kênh TikTok nữa. Nên là thực sự là bây giờ mình rất là muốn lì xì cho mọi người đầu năm, nhưng mà mình phải hỏi chắc chắn một ai đó hiểu là nếu mình làm như vậy có bị bay kênh không. Nếu không bay kênh thì hẹn mọi người thứ năm, còn nếu mà bị bay kênh thì mình thực sự là mình không dám luôn á mọi người. Cái này hữu duyên có thể nhận. Ồ đấy, theo mình sợ bay lắm nên là mình không có dám á. Mình hôm nay mình đã mất độ khoảng cả một buổi chiều để mình đọc các cái chính sách điều khoản của TikTok ấy, tại vì mình sợ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng mà. Mình đọc nhưng mà mình cũng hơi sợ là bay kênh. Rồi là mình còn đọc một số chỗ thì mình không hiểu. Nên nếu mà bạn nào mà hỗ trợ về cái kênh TikTok này thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thật sự là hôm nay là mình cũng kể qua 22 giờ, kể câu chuyện dài dài một chút để cho mọi người có cái trải nghiệm tốt hơn. Nhưng mà thật sự là mình chuẩn bị hết rồi đấy chứ. Nhưng mà cuối cùng là mình cũng có lì xì cho mọi người đâu, bởi vì mình sợ bay kênh. Sorry mọi người. Hữu duyên thì bay. Có bạn bảo là vào đền thờ tứ phủ người ru lên nổi hết da gà. Có lẽ là em có nhân duyên với cả cái cửa đó. Có những bạn thì vào cửa này thì các bạn ấy nổi da gà, có bạn thì vào để thấy bình thường, vào ở thấy ấm áp. Đấy là cái linh cảm, cái cảm ứng của mình nha. Cũng chưa thể nói rõ là mình có căn số hay không, có căn quái hay không, cái này mình chưa khẳng định. Nhưng mà chỉ nói là mình rất là có duyên với cửa đó thôi. Mọi người ơi, bạn nào mà chưa kịp nghe nha. Ôi cảm ơn Khoa đã gửi quà cho mình. Cảm ơn các bạn hôm nay đã gửi quà cho mình và thả tim cho mình rất là nhiều. Và nói thật là cảm ơn mọi người. Mọi người đã ngồi đến tận 10 giờ 35 phút để nghe cái buổi live stream này. Thực sự là mình biết là mọi người đã yêu mến mình rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bốc không, mình không bốc quẻ đầu năm ở trên live stream đâu mọi người. Tại vì mình nói như này nhá, xem ấy hay là bốc quẻ hay cái gì ấy thì thường là nên đến trực tiếp. Chứ còn bốc qua online thực ra là cũng bốc được, nhưng mà cái độ chính xác nó sẽ không cao nha. Các bạn mà đi không trực cửa thành như giá cô bơ mà khóc tu tu ấy, có thể là bạn có nhân duyên cô bơ đấy. Hoặc là nếu cái này thì căn số thì gặp nhau ở trên mạng không thể nói rõ được, nhưng mà thường mà như vậy thì là rất là có nhân duyên với cô, và cũng có thể là hợp bóng hợp ghế cô, hợp bóng cô nhá. Xem là giờ mất không chị.
Cảm ơn Nguyễn Quân nhá, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình cũng rất là yêu mến mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thật ra là thời gian này, giờ này thì mọi người có thể là đi chơi, rồi là đi club này, đi với bạn bè, rồi đi date với người yêu, nhưng mọi người vẫn ở đây kiên trì nghe cái câu chuyện này của mình. Thực sự là những bạn ở đây phải yêu mến mình lắm, các bạn mới ở đây nghe mình lảm nhảm như thế này. À còn nói về lịch tử vi của Linh nhá, thì tạm thời là Linh không nhận lịch tử vi nha mọi người. Nhưng mà thôi, mình sẽ lì xì các bạn vào ngày mai. Buổi sáng khi mà mình có thời gian thì mình sẽ hữu duyên cho các bạn. Các bạn nhớ chuẩn bị như này, các bạn vào trang tử vi vietnam.vn, các bạn lấy một cái lá số tử vi nha. Xem tử vi là phải có ngày tháng năm sinh giờ sinh nha, mà phải chính xác nha, chứ không phải là bạn bảo là mẹ bạn đẻ bạn vào lúc thủy triều lên với cả tiếng nhà máy nước hú, rồi là tiếng còi tàu hú với cả đài phát thanh buổi sáng, thì thật sự là mình không tìm giờ được đâu. Bởi vì mình hữu duyên ấy, thì mọi người mình sẽ lập một cái topic ở trên nhóm Tĩnh Vân Cát, nhóm của Bùi Linh, mọi người vào nhóm đấy nhá, sáng mai nha, hẹn mọi người sáng mai nha. Mình sẽ hữu duyên xem đầu năm cho mọi người. Nhưng mà thực sự là ở đây có rất là đông bạn, và ở trên trang cá nhân cũng như là nhóm phải có đến ít nhất là 60.000 bạn. Nên là thôi thì hữu duyên, tức là các bạn hỏi rõ một vấn đề, mình sẽ trả lời các bạn vấn đề trong năm nha. Các bạn hỏi rõ, ví dụ là chị ơi năm nay em chuyển việc được không, chị ơi năm nay em có con được không. Ok, ok Mặc nha. Chào tác giả Mặc Gia nhá. À, mọi người ơi, thứ năm thì mình lại lên một câu chuyện của tác giả Mặc Gia nhá. Các bạn có thể tương tác với tác giả nhá. Mình còn chưa có thời gian đi vào nhóm để chấp nhận lời mời vào nhóm các bạn nữa cơ. Đây để mình vào, mình áp hết mọi người vào. Nha mọi người, ngày mai mình sẽ hữu duyên nha. Là thôi thì hoan hỉ đầu năm, mình lì xì với các bạn. Để có bạn thì mình hữu duyên được, có bạn thì chưa đủ nhân duyên thì hẹn các bạn lần khác nhá. Và tất nhiên là ngày mai thì mình sẽ hữu duyên miễn phí, vì mình lì xì với mọi người đầu năm mà. Định là tặng cho mọi người cái gì đấy đầu năm đó, nhưng mà vì là sợ bay ác, không dám làm. Nên là thôi thì hẹn mọi người vào trong nhóm nha. Ngày mai nha, mình sẽ làm cái topic. Mọi người nhớ nhá, chắc là mình ăn sáng xong này, trả lịch khách xong, thì tầm độ khoảng xem nào. Hoặc là sớm hơn đi, tầm khoảng 9 rưỡi sáng, 9 rưỡi 10 giờ sáng thì mình sẽ bắt đầu mình mở topic nha. Mọi người theo dõi nhóm nha. Đó thì mình sẽ hữu duyên trong nhóm. Tại vì nói thật mọi người nhá, mình hữu duyên trên trang cá nhân của mình cũng được thôi, nhưng mà người xấu tính thì nhiều hơn những cái người mà tốt tính mà mọi người. Nhiều đứa nó xấu tính lắm. Thật sự là mình cũng làm phi lợi nhuận thôi, mình cũng không có vì cái gì đâu. Tính mình nhá, mọi người biết mà. Nhưng mà nhiều đứa nó cũng kiểu kém miếng khó chịu sao ấy. Nó thấy mọi người vào xem mình nhiều nó cũng ghét. Nó thấy mình hữu duyên cho mọi người comment nhiều nó cũng ghét. Cuộc đời mà. Nên là thôi mình cứ làm ở trong nhóm đi. Để trong nhóm thì mình tin là các bạn yêu mến mình thì các bạn vào nhóm, chứ còn cái hội mà nó vào thì nó tàu ngầm cũng ít thôi, không nhiều đâu. Nhóm Tĩnh Vân Các, nhóm của Bùi Linh nha mọi người. Tĩnh Vân Các, nhóm của Bùi Linh nha. Mọi người cứ tìm Tĩnh Vân Các mà ra nha. Mình vừa duyệt rất nhiều bạn rồi đấy. Mọi người cứ gửi yêu cầu nhá, gửi yêu cầu nhá. Đây này, mình đang duyệt đây này, chắc là cái nhóm đông người vào quá thì họ sẽ kiểu là phở bò nó sẽ duyệt từ từ các bạn ơi. Cảm ơn Huyền Trang nha. Nhóm Facebook nha mọi người. À quên, sorry, nhóm phở bò. Có lẽ là sắp tới là mình sẽ làm nhóm Zola nha mọi người. Không dám nói là nhóm Zola nha mọi người. Thì vào Zola thì chúng ta sẽ không lạc mất nhau đúng không? Ngày mai thì có câu hỏi gì thì trong cái khoảng thời gian mình hữu duyên các bạn cứ comment nhé. Thật ra là không phải là mình hữu duyên một ngày đâu, mà là cứ có thời gian là mình sẽ vào mình trả lời. Mình sẽ làm cái topic. Thôi mình làm cái topic luôn này. Mình làm cái topic luôn, nhưng mà chắc là phải sáng mai, bắt đầu sáng mai mình trả lời. Mọi người nhớ nha, mọi người phải hỏi một cái câu nó thật cụ thể, chứ mọi người đừng hỏi kiểu như là chị ơi hữu duyên cho em xem năm nay như thế nào. Không hữu duyên được, tại vì là nhiều vấn đề quá. Không biết là các em muốn hỏi cái gì để hữu duyên. Nên là mọi người hỏi thật là cụ thể. Bạn ơi, bao giờ mình lấy chồng? Bạn ơi, mình có chuyển việc được không? Hoặc là bạn ơi, năm nay mình có con được không? Hoặc là bạn ơi, năm nay mình đáo bồ được không? Kiểu kiểu như vậy nhá. Rồi, topic hữu duyên nha mọi người. Mình làm cái topic luôn. Hữu duyên sáng mai nha mọi người. Mình nhắc lại nhá. Hữu duyên. Các bạn phải gửi lá số vào nha. Các bạn vào trang, tôi thì vào trang
xử lý. Rồi gửi xuống đây. Các bạn đừng inbox nhá, các bạn đừng inbox, tại vì là thôi nhờ các bạn đừng inbox, bởi vì là nhà mình thì mở hàng rồi, nhà mình đang bán hàng đầu năm, nên là các em trợ lý của mình, các em nhân viên nhà mình, các em phải check inbox. Inbox thì mình ít trả lời lắm, thi thoảng mình có thời gian cuối ngày mình mới vào thôi. Các bạn mà có inbox thì các bạn không có gặp được link đâu, nên là các bạn cứ gửi luôn vào topic ấy là nhanh nhất, mình sẽ nói chuyện các bạn qua topic nha. Rồi gửi vào comment dưới đây nha, dưới đây nha, hỏi rõ một vấn đề giúp mình nhá. Mình sẽ hữu duyên nha, mình sẽ để cái topic đến mấy ngày luôn nhá, mình sẽ cố gắng hữu duyên cho mọi người mấy ngày luôn á, coi như là mình lì xì với mọi người đầu năm nha. Hữu duyên cho ui duyên nha. Rồi, vì là viết được ít quá cho nên là nghe nó hơi cục xúc, mọi người thông cảm nhá. Chứ mình, ý mình nó không phải cục xúc như thế này đâu. Ok, mình cho cái, mình ghim topic lên đầu nha mọi người, và phần đáng chú ý đó, mọi người thấy chưa? Sau là mình sẽ làm cái nhóm Zola nha mọi người, để có việc gì hay là có cái câu chuyện gì hay mình sẽ gửi cho mọi người. Cả nhà ơi, tình hình rất tình hình như này. Thật ra là như này, mình thì rất là có nhân duyên gặp được các tác giả là có những cái câu chuyện ấy. Thậm chí là các bạn thính giả, các bạn ấy cũng gửi các câu chuyện cho mình. Nhưng mà nói thật, vì là quá nhiều, mình không có thời gian để mình đọc, thì mình rất là cần các bạn nào mà có thời gian, các bạn yêu thích chuyện tâm linh, mình cần độ khoảng 5 bạn, thì các bạn có thể giúp mình duyệt chuyện để mình livestream được không? Đấy là điều mà mình rất là cần ở các bạn, và rất mong các bạn giúp đỡ mình. Nếu mà bạn nào mà có thể làm được cái việc đó thì các bạn hãy inbox cho mình nhá. Mình vừa làm cái topic ở trong nhóm rồi đó, thì ngay bây giờ đây là mình sẽ bình luận một cái để hướng dẫn mọi người rõ hơn nhá. Mọi người vào đúng trang nhá, mọi người đừng lấy giao diện trang khác, mình không nhìn được đâu. Mình xem giúp cho mọi người. Và có một cái nữa là bạn nào mà thích xem quẻ thì mình cũng sẽ xem cho các bạn theo cách như thế này, hữu duyên cho các bạn theo cách như thế này. Là các bạn động tâm đi, các bạn nghĩ đến một cái con số nào đấy bất kỳ ông đầu, có hai chữ số, từ từ 0 cho đến 50 đi, rồi các bạn gửi vào là được. Nếu mà các bạn không có ngày tháng năm sinh giờ sinh, thôi rồi để mình sẽ viết một cái để mình hướng dẫn cho các bạn nha. Nhưng mà sáng mai nha, tại giờ mình mệt quá rồi, mình xin phép là mình nghỉ thôi. Một vấn đề cụ thể, các bạn hỏi càng cụ thể bao nhiêu thì mình càng dễ hữu duyên cho các bạn đấy. Tại vì nói thật là mình không phải là mình kêu đâu, nhưng mà giờ là mình không có thời gian để mình nhận lịch nữa rồi mọi người, nên là mình chỉ có thể là hữu duyên cho các bạn một vấn đề thôi. Tại vì mình biết là cũng có rất nhiều bạn muốn đặt lịch của mình đến gặp mình là để hỏi là năm nay có đầu tư được không này, hoặc là năm nay có con được không, chứ còn vấn đề xem lịch chọn đời chưa chắc là các bạn đã muốn xem lịch chọn đời đâu. Nên là thôi, mình nghĩ là mình nên lì xì cho các bạn đầu năm như thế này là hợp lý nhất, đúng không? Giúp các bạn đúng không? Không phải tin nhắn đáng chú ý đâu, ở trong nhóm Tĩnh Vân Các, nhóm của Bùi Linh ấy mọi người, mình có một cái topic đáng chú ý đó, mình cho lên đầu đó. Mình đã thấy có 22 bạn và 7 bình luận rồi này, 22 bạn like rồi này. Các bạn cứ like đi và bình luận nhiều thì cái topic này nó sẽ tự hiện lên đầu nhóm thôi. Đây, mình thấy các bạn xin vào nhóm rất nhiều, yêu cầu vào nhóm đây, nhưng mà gì vậy nè. Các bạn ơi, các bạn có thể lấy Facebook thật được không? Các bạn lấy nick thật được không? Các bạn đừng dùng nick ảo, vì là nhóm mình nó có một cái chế độ tự động quét. Cái app nào mà không có Ava ấy, hoặc là thời gian mới lập ấy, là nó không vào nhóm được đâu. Nên là đây là công cụ quản trị, mình cũng không biết sửa như nào, nhưng mà mọi người có thể sử dụng app thật của mọi người được không? Vì chúng mình đến với nhau
ở trên cái tinh thần là yêu mến nhau mà, thì đâu có vấn đề gì với cái việc là dùng ác thật đâu, đúng không mọi người? À, mình không có gửi ở trong tin nhắn, nó ở trong nhóm nha mọi người ơi, nó ở trong tin nhắn nha. À, nó ở trong nhóm chứ không ở trong tin nhắn nhá. Các bạn đang vào được rất nhiều đây. Rồi, mình đã phê duyệt mọi người rồi đây nè. Ok, nhiều lắm. Mọi người chưa vào được, mọi người đừng lo nhá. Mọi người đừng lo nha. Mọi người hỏi càng cụ thể thì mình càng dễ hữu duyên. Chứ bạn nào hỏi chung chung thì thực sự là mình không có hữu duyên được nhá. À còn các bạn nhá, mình nhờ các bạn một cái như này. Có một số bạn, các bạn sinh vào giờ giao. Tức là các bạn sinh vào độ tầm khoảng 6 giờ 45 phút. Hoặc là các bạn sinh vào độ tầm khoảng 8 giờ 45 phút chẳng hạn. Tức là các bạn sinh trong cái khung giờ giao từ giờ này sang giờ khác ấy. Thì ngoài gửi lá số, các bạn nói cho mình một điều nữa để mình cho dễ này. Ví dụ như là các bạn nói luôn các bạn làm nghề gì, đang làm công việc gì, để mình tìm xem cái lá số đấy có đúng giờ các bạn không, thì nó dễ. Tại vì là nó rất là nhiều bạn ở trên cái trang, nó rất là nhiều người, nên là mình không thể có thời gian mà mình dò từng người được một. Nên là các bạn giúp mình rút ngắn cái thời gian như vậy thì mình sẽ có nhiều thời gian để mình hữu duyên cho mọi người dễ hơn nha. Nhóm Tĩnh Vân Các, nhóm của Bùi Linh nha mọi người ơi. Nó tên là Tĩnh Vân Các nha mọi người. Mọi người vào cái nhóm đấy nha. Rồi, ok. Mình đã thấy rất nhiều bạn đây. Mọi người yên tâm, mình sẽ duyệt dần. Còn bây giờ thì không thở nữa rồi. Mình không có nói nổi nữa rồi mọi người ơi. Hôm nay mình xin phép mình nghỉ sớm nha. Và chúc mọi người một năm mới bình an, gặp nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Và năm mới, thắng lợi mới. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục yêu mến và ủng hộ Cô Bé Hà Nội. Hẹn gặp lại các bạn vào 21 giờ thứ năm trên kênh TikTok Cô Bé Hà Nội và kênh TikTok Tĩnh Vân Các nha. Còn bây giờ chúc mọi người một đêm ngon giấc và sáng mai nha. Mình hẹn các bạn sáng mai nhất định. Thề hứa đảm bảo, Việt Nam nói là làm. Bye bye mọi người.